biết là cái chùa Thiền Tông Tuyên Diệu này đó là có cái nhiệm vụ là chuẩn hóa lại tất cả những pháp môn của Đức Phật dạy từ trước đến nay. Vì khi tập quyền ký truyền theo dòng Thiền Tông thì mục đích của cái tập quyền ký này là để nói lại sáu pháp môn tu của Đức Phật. Chùa nào tu pháp môn nào phải đúc pháp môn đó. Đây là cái bộ phận của chùa Thiền Tông cái bộ gọi là chuẩn hóa lại. Thì cái mục đích đó chứ không phải mở chùa này ra để mà dạy gì khác đâu, mà là để nói bằng sự thật từ pháp môn một của Đức Phật dạy cách đây 2561 năm. Đó, cái chùa Thiền Diệu này đó có cái nhiệm vụ như thế thôi. Thì quý vị có hỏi thì cũng nên hỏi trong cái bản ghi của Thiền Tông, đừng hỏi bên ngoài. Có câu hỏi này không? Cái đọc mở ra, mở cái rồi sẽ đến chút chứ. Có câu hỏi số 1 là người tu Thiền Tông chưa được truyền bí mật Thiền Tông, chỉ là Phật tử tu Thiền Tông về Phật giáo phải có cái tương tự cho nó, không phải là ai hiểu Thiền Tông mà về được đâu. Nó không lo. Bây giờ chẳng hạn như mình hiểu Thiền Tông mà mình có nhiều công đức rồi, nhưng mà khi được truyền thiền á, mình phải đến giữ là một để chi? Bởi vì tất cả những gì có công đức thì một vị Phật bên Phật giới á, mới nhìn thấy được theo sát mình. Khi được truyền thiền rồi người ta thấy theo sát mình, khi nào mình trở về Phật giới người ta thấy đó một vị Phật đã đến trực tiếp đó. Nó thật chứ không phải có nhiều vị hiểu làm công đức hiểu rồi lơ thì không được. Thì chắc chắn là khi mà trở về Phật giới thì vị thần quản lý tánh phận mình không trở về đâu, dụ bằng đủ cách để mà kéo mình đi trở lại luân hồi nữa. Mà nên nhớ rằng 10.000 năm mới có một vị Phật ra đời chứ không phải mau đâu. Và muốn nói cho biết á, khi mà ông Thích Ca vào đây thì phải trải qua gần 900 ông Phật ông mới về được. Có nghĩa là 900 Phật ra đời ở trái đất này ông Thích Ca mới về được. Còn mình á, nếu bây giờ Thiền Tông đã công bố ra thì có nghĩa là giáo pháp giải thoát được Phật mới tránh ra, thì phải cố gắng đi theo cho sát, muốn về Phật giới thì vị Phật người ta mới giúp cho mình. Còn giống như kiểu mà mình lơ lơ là thì kể như hỏi tới những ngày mà lâm chung thì vị thần dẫn mình đi nữa, cứ một chu kỳ 10.000 năm chứ không phải ít đâu. Thì đó là câu hỏi số 1. Thì nên nhớ rằng tất cả cái Thiền Tông này là lúc cực kỳ khó chứ không phải dễ đâu. Bây giờ hỏi vậy chứ từ khi mà cái đất này được thành lập nay cách đây gần 8 tỷ năm, tương đương ông Phật Thích Ca cái đất này vừa thành lập, ông Thích Ca mua đây. Vô đây là vô thời mà ông quay ông Dương đầu thành Phật đầu tiên ở cái đất này. Mà luân hồi gần 7 tỷ năm ông Phật Thích Ca mới trở về. Có nghĩa là cái đất này ông Phật Thích Ca phải lăn lộn ở trong này được 8 tỷ năm. Còn mình bây giờ hiểu mà may mắn biết công thức này, biết tạo công đức nên cố gắng là phải về Phật giới để theo sát cho kỹ, chứ đừng có lơ lơ là nếu là tôi được này thì giờ tôi về Phật giới không về được đâu. Rồi tôi hỏi câu thứ hai đi. Con xin hỏi câu thứ hai, người không tu Thiền Tông nhưng giúp nhiều người được vào bí mật Thiền Tông, người này biết rõ công thức trở về Phật giới và quyết tâm trở về Phật giới thì có thể về được hay không thưa thầy? Không được, chắc chắn không được. Là vì mình biết rõ thì bắt buộc phải được truyền thiền. Thì một vị Phật người ta chứng mạnh khi mà được truyền thiền, một vị Phật đến đây cũng như là nhẫn á, bây giờ người này đã được rồi thì vị Phật có thể sát mình. Còn nếu mà mình không đến, không có đạt được bí mật thì tâm không được truyền thiền thì kể như là có công đức để lưu lại cho các đời sau thôi, chứ hoàn toàn không về được. Giờ anh biết cái gì chưa chắc anh thoát qua nổi đây.
cái ông thần quản lý tinh thần mình đâu. Bởi vì thần quản lý tinh thần mình ổng làm một việc rất công bằng, có nghĩa là người này muốn về mà phải có người bảo đảm mới cho về, còn nếu không có người bảo đảm đừng mong về, thì mình đi theo luân hồi theo cái tánh người liên tục. Ở nên nhớ một điều đó, phải hiểu cho cái tương tận này. Bởi vì tiền tông bây giờ nó công bố ra thì công bố nguyên tắc cái này, nguyên tắc thoát cái về Phật giới, đi về Phật giới như thế nào cũng phải đơn giản đấy. Cái tôi tưởng là tôi hiểu cái này là tôi tạo công đức tôi về hai nước mà về, cũng như giống như đây mình đi Mỹ được visa ở Mỹ rồi rồi đi hai nước phải có người rước mới đi được chứ còn không rước. Giống như mình chân ướt chân ráo đi qua nước nào đó, không người đại diện không nước mình làm sao mình đi, tự mình qua rồi rồi sao biết được đâu đi. Đầu cơ con hỏi con kia đi, xin hỏi câu thứ ba, nếu có ai hỏi ông nói thiền tông tồn tại 30 thế kỷ thì chấm dứt, vậy các đạo trời đạo tiên đạo thần tồn tại bao lâu thì chấm dứt, mình sẽ trả lời sao cho đúng thưa thầy? Cái thế đại này á là nó thế đại này nó là 10.000 năm một vị ra đời. Thì ba ngàn năm sau thì cái giáo pháp Thích Ca sẽ mất. Thì bây giờ đó thì hiện giờ ông Phật Thích Ca đó thì đã ra đời được 2564 năm, thì có nghĩa là từ đây cho đến 3.000 năm nó sẽ mất, thì còn mấy trăm năm nữa. Thật cái đó bây giờ trong cái quyền ký của nó thế này nè, khi mà quyền ký của Đức Phật ra đời phổ biến cho nhân loại biết, nếu nhân loại nghe thì tồn tại được 3.000 năm, còn nhân loại không nghe thì muốn chết lúc nào thì tự giữ cắt cổ chết. Cái này là nếu mà mình giảm hãm được cái tốc độ á, thì được tới 3.000 năm, còn không hãm tốc độ thì không có thể nói là bao lâu. Thì cái câu hỏi đó phải ý này không? Còn nếu không rõ con hỏi lại. Có cái là người ta hỏi là hiện cái đạo tiên đạo thần này kia là còn được bao lâu thì chấm dứt chứ? Cái đạo tiên đạo thần thì khi đồng trái đất này mất thì đạo tiên đạo thần cũng mất. Tất cả trên cái đất này khi đã mất rồi thì trở thành là đồ đá. Những người còn sống lại là ở đâu? Là những người ở trong rừng sâu núi thẳm, mà đặc biệt nhất ở miền cực nam bán cầu sẽ không, còn từ miền trung ở giữa bán cầu và miền bắc bán cầu được hủy diệt hết. Đó là nguyên tắc vật lý của nó vậy. Bởi vì nó sẽ tan, nó diệt từ cửa hải Triều Dương của cái đất đến cửa hải Triều Âm ra. Mà bây giờ đó thì cái mặt cây sinh vật nó còn tồn tại nhiều nhất thì nó nằm ở Việt Nam bán cầu. Cái đó là tùy theo mình hiểu, còn ai sống ở đâu. Có nghĩa là người nào sống ở miền Nam bán cầu thì hy vọng sống nhiều hơn. Còn hoặc là ở trong, tôi nói thật, tất cả khi bị quy diệt rồi thì thành phố không còn sự sống. Tốt nhất là nó quy diệt thành phố trước. Con xin hỏi câu thứ tư, con người thì ai cũng có phước đức và ác đức. Vậy có người nào hoàn toàn không có công đức không thưa thầy? Cái này nên hỏi hơi trận kỳ cục rồi. Tất cả ở đây đó mình một cái hành động gì á, nó có hai chiều, một là phước đức, hai là ác đức. Còn cái công đức này khó lắm. Thời thượng trung pháp, từ thượng pháp trung pháp không ai biết công đức là gì, mới bắt đầu hạ pháp mới biết công đức thôi. Nhưng mà cái tạo cũng không khó, không có dễ đâu. Vì tất cả mình thấy là tất cả những vị thầy mà tu lâu năm nói ra không có đúng mà. Chứ công đức không hiểu rồi công đức thì thế nào, làm gì cái công đức á. Cái chùa công đức, cái miễu công đức, cái đình cũng công đức. Rồi mình thấy sao ta hiểu được.
Bây giờ thì ông ra đời mới nói là cái này để cho biết đó. Cái đức thì nó có ba loại, một là công đức sử dụng cho Phật giới, phước đức dương thì sử dụng trên các quả trời, phước đức âm sử dụng trên mặt đất và tầng cao. Có nghĩa là người phước đức âm thì không khi nào mở sát mặt đất. Một con người thần ở trên núi, phước đức âm phải làm thần ở trên núi, còn con người phước đức âm ở nhà lầu chứ mở sát mặt đất đó mình nói nghe. Phước đức âm ở sát mặt đất hoặc sâu xuống mặt đất, cái này nếu mà giải thích sâu mới hiểu được cái phần này. Đó là nguyên tắc về đức, ba đức. Mà cái công đức đó, phải đợi khi công bố quyền ký ra mới hiểu cái công đức. Còn nếu không công bố quyền ký, hoàn toàn không ai hiểu cái này. Tôi cho dù có học cỡ nào không biết cái công đức là cái gì. Đó, bây giờ tất cả những vị mà đi hỏi mấy vị mà giảng sư giỏi, hỏi công đức bên không biết, chứ họ không hiểu. Nhưng mà cái gì họ cũng nói là công đức, là cái gì cũng không được. Đây là cái điều sai trái. Mà cái này, vì cái Đức Phật muốn chuẩn quá là cái này, chứ không phải ba cái loại đức này nè, giờ ba, rồi sáu cái loại tu, rồi tất cả đạo thần, đạo thánh, đạo tiên, đạo trời, nó nằm ở trong cái bài chuẩn quá này hết. Không hỏi chứ. Đây là câu thứ sáu. Câu này hỏi là tại sao có người giúp nhiều người đạt được bí mật thiền tông, nhưng bản thân người này thì lại không có tu theo thiền tông, dù là hiểu rõ ràng về thiền tông. Tại sao? Cái này là tại người ta chấp ngã và cái nghiệp của người ta. Thì có đọc cái lời cái bài kệ, cái bài là cái cốt truyện của ông Xá Lợi Phất. Ba đời Phật cũng tạo công đức rất nhiều, mà không có tu đâu. Mà cái đời chó ông về Phật giới, ông vô tình ông gặp được Đức Phật Thích Ca. Thì Phật Thích Ca mới nói ông rõ là ông muốn về thì anh phải là làm đúng theo cái công thức này mới về. Tất nhiên ông kia đó, bởi vì tại sao trong kinh Diệu Pháp đi qua có nói rằng cái anh đó anh giàu quá, anh không biết, anh đi cái làm thuê thôi. Thì đợi ông Thích Ca mới là ông có Phật tánh, tại sao anh đem ra sử dụng, mà sử dụng tánh người không? Cái người hơn tua rồi đi hầu hạ người ta. Thì nhờ cái này, nhờ ông Phật Thích Ca nói mình mới biết. Nhưng mà ông Phật Thích Ca nói như mấy ngàn năm bây giờ mới được giải mã ra. Chứ trong kinh Diệu Pháp đi qua là giải cách đây 2560 mấy năm rồi, nhưng có ai giải thích được cái như kinh Diệu Pháp đi qua đâu. Rồi kinh Kim Cang, kinh Tứ Thập Nhị Chương đã giải mấy ngàn năm rồi mà không có thể nào biết rồi. Cứ nói chuyện trên trời đất thôi. Thì bây giờ cái pháp môn thiền tông ra đây là cái chùa thiền tông Tương Diệu có nhiệm vụ công bố ra và để lại chúng ta lại cái nhiệm vụ nó vậy thôi chứ không gì hơn. Rồi còn muốn về Phật giới thì người ta chỉ cách cho về, và muốn về thì tiếp tục đi nữa không quan trọng. Mình thích thì cứ đi, còn muốn về phải học công thức đàng hoàng mà chứ. Này câu hỏi câu thứ sáu, Đức Phật của siêu đại thần lực, vậy thần lực này có phải là thần thông không thưa thầy? Tại sao không gọi là siêu đại Phật lực? Cái này là của một pháp môn thanh tịnh thiền nó mới của là được câu này, nó không phải là thần thông, mà cái đây là ông sử dụng cái tánh Phật đó mà ông mới dẹp được cái âm lực của cái thế gian này để mà cái con người ta ai mà có công đức mới nhìn xuyên được cái này trở về nhìn thấy Phật giới thôi. Có nghĩa là ông muốn cho loài người biết rằng ở cái đất này tam giới này nó khác, muốn hiểu được Phật giới phải nhìn xuyên qua cái này. Bất đắc dễ ông mới của siêu đại thần lực thanh tinh thiền. Chữ thần lực tức là chữ thần là mạnh chứ không có gì hết. Nó mạnh tới cái nước mạnh đó. Cái quy luật luân hồi, cái tác lúc mà ông của hiệu siêu đại thần lực cứ dừng lại vậy nè. Dừng mấy giây, nó thật. Chứ không phải đâu. Nếu mà không, ông không có sử dụng cái này thì nó đất vẫn quay hoài là hoàn toàn không thấy được. Giống như là trước mặt mình cứ có cái quạt mà nó quay liên tục mà nó rất nhiều cạnh để nó chám. Bây giờ ông phải làm sao cái quạt này dừng lại đi, tự nhiên mình mới thấy được. Thấy chưa qua cái khe hở này mới thấy qua khỏi bên kia cái quạt.
thì lúc đó thì cả ngàn mấy trăm người mà chỉ cũng sợ mất, nhưng thấy được thầy nhìn thì sao? Giờ có cái công đức, công đức này nó tiếp nối trong cái tánh Phật và quá, nó mới đẩy đi ra khỏi, đi qua khỏi cái vô minh này, mới thấy được cái Phật giới này. Cái siêu thần lực này là siêu thần lực của ông ấy, gọi là mạnh, chứ không phải là của quỷ thần, chứ không phải là thần thông. Rồi hỏi tiếp, đây là câu hỏi thứ 7. Người được truyền bí mật thiền tông khóc thật nhiều, việc này có nói lên việc ngộ thiền sâu sắc hơn không thầy? Kính thưa thầy, cái này cái dạng này gọi là cảm ngộ thiền sâu, nên nhớ cảo cảm ngộ thiền sâu, còn ngoài nữa không có gì hết, chỉ là cảm ngộ biết từ từ, có nghĩa là từ xưa giờ chưa biết, bây giờ biết, cảm ngộ từ khóc đó là cảm ngộ sâu hơn. Còn ngoài ra cái gì cũng không được hết, chỉ hiểu muốn khi sẽ đến mục đích của đó thì phải hiểu cái thiền tông cho rõ mới đi đến đích được. Đi tu theo đạo Phật để làm cái gì? Là muốn giác ngộ. Giác ngộ là phải học hỏi, học hỏi từ con người, vạn vật, trái đất, tam giới, Phật giới, càng khôn vũ trụ, đó mới là giác ngộ, chứ không phải giác ngộ bởi vì cái này nói rất khoa học. Chứ không phải giác ngộ là nói chuyện trên trời đó, cũng phải vậy đó. Rồi, giác ngộ là hiểu căn bản từ con người, vạn vật, trái đất, tam giới, Phật giới như thế nào, càng khôn vũ trụ nó có lớn, tổ chức như thế nào trong càng khôn vũ trụ, đó là mới là giác ngộ. Còn giải thoát phải tìm được quy luật thoát đi ra ngoài cái tam giới này. Chứ ngồi trong tam giới này giờ anh có giác ngộ cỡ nào là chuyện vui thôi. Qua một đời khác vào tử cung của người mẹ sinh ra quên hơn rồi, kể thì không có gì. Giống như mình có cái nhà mãn đời nó sập sao sập, thì qua đời khác phải cắt cái nhà khác cứ vậy liên tục. À, cái đạo Phật là muốn nói cho nó rõ cái vấn đề này, bởi vì ta nói là đạo Phật là nó mới là chủng quá lại toàn bộ những cái gì Đức Phật dạy mấy ngàn năm. Không phải đâu, Phật Thích Ca ông đi bỏ cái ngôi thế tử, ông ra người gốc cây, ông ngồi ông bỏ mỏ rồi cúng con hồn ăn, không có làm cái chuyện đó. Nhưng mà tại sao chùa nào cũng bây giờ cũng làm thế này? Bây giờ nói ra thì các chùa chữ trong cố quyền ký chữ từ Bắc xuống Nam, chứ không phải đâu, chứ không nhỏ đâu. Nhưng mà cái chuyện đó thì ông Phật nói không, cái chuyện Như Lai nói người ta còn chửi, con nói thì kệ nó chửi gì chửi, con đừng có dính lên Phật được. Thì nghe lời ông Phật mình làm vậy thôi, thì con phải rồi chứ. Để là câu thứ 8. Có phải người có công đức càng lớn thì sẽ ngộ thiền tông càng sâu không thưa thầy? Đúng rồi, có công đức càng lớn nó càng sáng, có công đức càng lớn hiểu, đọc thiền tông hiểu hết, đọc sơ qua thì hiểu, đọc sơ qua thì hiểu, nó hỏi tới đâu trả lời tới đó, chứ không đi, không vượt qua cái câu hỏi được. Hỏi tiếp đi. Rồi câu số 9. Ở Phật giới có tánh Phật nào không muốn vào tam giới tạo lập công đức để thành kim thân Phật không thưa thầy? Ở trong Phật giới đó, nó tùy theo, chứ không phải là tánh Phật nào cũng muốn vô đâu. Bởi vì trong cái không gian mà của cái Phật giới đó, mình không thể tính hết được đâu, mình không có nói hết được đâu. Chính con người ở trên cái đất nghèo tính không nổi mà. Trong Phật giới là ta rồi, các loài ở trong cái đất này không hiểu, không hết những cái số của nó. Còn cái tánh Phật ở trong Phật giới không thể nào tính hết được đâu. Cũng có tánh Phật vô, muốn vô, chứ vẫn không. Chứ đâu phải giải đạt, nhưng mà nguyên tắc á, nó phải cân bằng lại, gọi là nó cân bằng. Khi nào trong cái đất này mà cái loài người mà nó về Phật giới, về ông trọng, nó vô ông trọng, nó vậy đó. Chứ không phải muốn vô, vô hết đầy đủ chỗ ở. Rồi nhưng mà về hết ở bến rồi, cái tam giới này rồi sao? Nguyên tắc luân hồi, anh vô đây là mình theo cái quy luật luân hồi.
anh ra anh hỏi với vậy thôi, chứ đừng có ngồi vô đây mình nói tôi dụng công, tôi nghe ông này dạy thầy tu dạy kia tu không vô về kia. Ông nói ông mở miệng là tôi biết ông là cái gì rồi đó. Rồi ông hỏi tiếp đi. Đây là câu số 10. Người ở tam giới này có tánh Phật nào muốn ở mãi đây không mà không trở về Phật giới không thưa thầy? Tánh Phật nào mới vô đây cũng muốn về hay tánh vô hay không, nhưng mà tại vì cái quy luật luân hồi vô đây rồi vô người mẹ đủ quên hết chứ. Mà cái tánh bây giờ nó kẹt hết vô đây nè. Tánh Phật vô thì ban đầu tất cả tánh Phật nào vô đây ông trưởng cần đọc phải tánh Phật vô đây mượn thân người bao lâu về thì ông nói tôi mượn đủ đạo đủ đức tôi về, thì ông hỏi chứ chắc không hay là vô để hoài, nó không tôi về đủ tôi về. Nhưng mà có kẹt một điều vô đây rồi nó quên hết đi, nó không ngờ cái thân người khi tạo ra nó là cái làm cái sức hút hiện tượng vô nó phát ra thành cái tánh người. Tánh người nó phát ra 16 thứ mà 16 thứ thế nào cũng phải á, thì ông Phật ông quên đi ông nhớ đó thì cứ đi hoài thôi. Này đâu mà tôi nói làm hết trong kia trong miền ký nó nói là Phật Thích Ca là người ra khỏi tam giới này là nhanh nhất. Bây giờ mình thấy khi chịu thiền nó nói ít nhất ông Phật Thích Ca này có 17 tấc tỷ năm, ông còn trong kia nó là 50 tỷ năm chưa cũng ra, 100 tỷ năm cũng chưa có ra, không phải muốn nhưng mà không biết. Và bây giờ nói là bây giờ tôi nói là tất cả những chùa những Phật tử mà đi vô chùa cứ tu để muốn giải thoát nhưng mà họ muốn không, họ các chùa họ muốn giải thoát, nếu muốn giải thoát thì các chùa rất nhỏ, không muốn giải thoát các chùa cho bự, nghe nói giải thoát cái chùa sợ cái chùa bự không phải tới thì ở đây làm sao chửi cái giải thoát này, rồi nó phải chuyện đó điên lâu vô đây không chịu tu chính là bây giờ mấy ông thầy đến đây chửi luôn. Đến giờ đạo gì cũng cho tu, mình đâu phải mình không cho tu, tôi nói là muốn tu thì phải tìm công thức đi về, chứ không phải là không cho, muốn tu gì thì tu, ai lại mình bảo đỡ kiếm chuyện. Đến trên mạng giờ nó chửi tùm lum, nó chửi đồ tà đạo ma đạo gì tùm lum đó. Mà biểu lại đây tôi nói về bữa tôi gắn cái bảng này, tôi nói là tất cả những ai lại đây hỏi mà tôi trả lời là tôi thưởng cho 10 triệu xe đưa xe rước từ thành phố Hồ Chí Minh về đây, hỏi tôi trả lời là tôi cho 10 triệu bỏ vô cũng được. Chừng 2-3 bữa đây gắn rồi cái bản được gắn rồi, rồi VTV Hà Nội nó sẽ tôi bảo là phải ghi cái bản này bất chấp cùng chứ cái bổng nước ngoài bởi mãi đi, tôi bao xe từ thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu cũng được, cứ hỏi người nào hỏi mà tôi trả lời cũng được thì tôi thưởng cho 10 triệu như vậy. Rồi tôi xưng là tôi của tôn là sư phụ luôn. Nó hỏi là hỏi thế nó chửi cho vui tay chơi thì không sao. Người ở các quốc gia khác như Anh, Pháp, Đức, Mỹ biết Thiền Tông qua Việt Kiều Việt Nam giới thiệu, người hải ngoại này tự mình đứng trước bàn thờ Đức Phật nguyện tu giải thoát, biết đạo công đức, biết đọc biết được công thức trở về Phật giới, vậy người nước ngoài này có thể về Phật giới được hay không thưa thầy? Này chứ tạo gì mà không về được. Chừng nào bất cứ ai muốn về Phật giới phải về đến chánh điện tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu quỳ xuống ban truyền thiền trợ chi người đó mới về được. Còn ở đâu bất cứ hiểu cỡ nào sâu cỡ nào công đức cỡ nào không được truyền thiền bảo đảm không về được. Đây là chỉ là cái duyên của ông sâu đợi tới ông ai về người ta thành Phật rồi. Đầu thai là cái người cái dòng thiền nó đi tới cái nước nào đó, chính đợt dòng thiền nó đến nước nào thì nước đó mới được trở về Phật giới. Còn tất cả các nước kia chỉ là nghe thông hưởng được cái dương âm của nó thôi chứ không giải thoát được. Thì người ta đã chấp ngã rất lớn, chưa phải đơn giản đâu.
tất cả những bây giờ tôi nói tiền thiền ông này nó về phương Đông nó ở thì người phương Đông có chấp nhận thôi, người phương Tây có theo, nhưng mà đây kiểu là ai chua theo không, không hoàn toàn không không lấy đâu, không có phòng nghĩa là chính người phổ biến bằng tiếng Việt Nam, người Việt Nam phổ biến ra còn chưa hiểu mà làm sao cái người ở phương Tây hiểu được cái pháp môn này, thì là hiểu lớn thôi. Giống như người nước ngoài chọn tiếng Việt còn giỏi có mấy cũng không biết được bằng người Việt Nam. Nó nói vậy thành ra cái người phương Tây muốn mà về Phật giới thì phải học rất thuộc và đồng thời phải trở về Việt Nam làm quốc tịch Việt Nam, nói như người Việt Nam và phải được truyền điện, phải hiểu cái sâu xa của nó mới về được, chứ không phải muốn về về đâu. Thì cái đó là tốt để tạo duyên cho đời sau, tạo công đức cho đời sau, giống như ông Xá Lợi Phất đã tạo công đức mấy đời rồi. Về sau có gặp ông Thích Ca, Thích Ca mới chỉ cho về. Thì những người phương Tây này nó cũng giống như cái trường hợp ra. Ngoài trên đây là câu thứ 12. Tại sao người khai mở được huệ nhãn thì mới được nói câu nghiệp chướng bổn lai không? Vậy người đạt được thiên nhãn pháp nhãn thì có mở được nói được câu này không thưa thầy? Cái câu hỏi này nó sai. Người mở được huệ nhãn không có nói câu nghiệp chướng bổn lai không được, thiên nhãn không được, thần nhãn không được. Mà cái nghiệp chướng bổn lai không này anh phải đến trung tâm vận hành luân hồi, tánh Phật hoàn toàn mở ra, rồi tánh người hoàn toàn tan rã ra, tánh Phật mở ra thì mới nói được cái câu này. Cái câu này duy nhất chỉ nói tại vì trung tâm vận hành luân hồi trước khi trở về Phật giới. Bởi vì nó đã ra cái tánh người nó buông ra rồi thì cái tánh Phật mới phát ra cái câu này. Không ngờ từ xưa nó nay là mình sống ở trong cái quy luật nhân quả, thành ra cái nghiệp chướng mà tánh người có tạo ra đây là nó không thật, và là nghiệp chướng bổn lai không thật câu này, mà chỉ sử dụng duy nhất tại cái cửa hải triều dương, chứ không phải là bất cứ ai đừng có nói được huệ nhãn rồi pháp nhãn rồi thiên nhãn thần nhãn nói câu này được không được, tại ta chưa có hiểu sâu vào cái truyền thống này. Ngoài tiếp thì giờ cháu Thành ở Tiền Giang có hài lòng chưa, có hỏi gì nữa không? Giờ vị thứ hai hỏi xin viện chủ dẫn giải thiền tông và giải thoát cho rõ ràng. Câu này hỏi chung quá. Dạ, dẫn giải thiền tông. Dạ, dẫn giải thiền tông. Cái thiền là cái pháp thiền tông là đi theo cái dòng. Cái thiền nó đi theo cái dòng gọi là thiền tông. Rồi gì nữa? Giải rõ ràng gì đó vậy. Thiền tông nói cái pháp này nó không có tu mà nó đi theo cái dòng thiền gọi là thiền tông. Cái thiền nó đi theo cái dòng cái tông của nó gọi là thiền tông. Còn giải thoát thì đi ra ngoài khỏi cái đất để hỏi khỏi cái tâm, cái đất và tâm giới này mới gọi là giải thoát. Còn nếu mà họ ra khỏi cái đất mày lên các quả trời gọi là quảng sanh. Nên nhớ một cái câu đó. Giải thoát phải đi ra khỏi cái đất và đi đến trung tâm vận hành đi về địa Phật giới mới gọi là giải thoát. Chứ còn ở trong trái đất thì đừng có nói, đừng có giải thoát vậy, nói mất công. Gặp mấy ông thầy lừa kiếm tiền. Tôi thấy có cái ông nói là bây giờ là ông thọ ký cho giải thoát. Nên đưa ổng được 10 triệu đúng ổng cho giải thoát. Lỡ ở chợ lớn thì cũng vậy đi. Đưa mấy ông tịnh độ đưa mấy chục triệu tôi cúng cho về trên cực lạc ở. Này, cái phần này bây giờ đó, trên mạng nó lừa người cũng trắng trợn mà mấy ông thầy lừa cũng y như mấy trên mạng chúng ta đây. Rồi phải chứ. Dạ, đây là diện thứ ba. Kính thưa thầy, xin thầy nói rõ giúp con về ánh sáng màu trắng vàng của công đức, và ánh sáng này sẽ giống với ánh sáng nào của thế giới vật lý âm vật lý này. Cái câu này không có diễn tả được ánh sáng của vật lý với ánh sáng của công đức, nó khác mà chỉ có người đó nhìn thấy công đức có thì tự ta thấy ta biết, chứ bây giờ không giải thích được.
mà bây giờ trong sách ta chỉ phân tích rằng, tạm phân tích rằng cái khi mà anh có công đức nhiều đến sáng anh phát ra đó, mà trong cái lúc trong suốt mà nó nhớ rằng không phải là lúc nó phát hoài ra, phát hoài là lúc, thì cái đó là gọi là công đức của mình nó phát ra. Người nào muốn bổ thần lực của Điện Từ Quang á thì phải công đức nhiều mới bổ được. Còn nếu mà không có được nghe đó, tôi thấy này thấy kia rồi bị viên thần cũng lừa, chứ không phải ai trời trời này. Nó khó, nó không có chỗ này này, chứ không phải muốn thấy cái này thấy đâu. Nhưng mà người nào có công đức nhiều lấy một lần thôi để biết, rồi lo cái lo công việc đi về, chứ ngồi trong này nó thấy hoài, nó bây giờ ông thần phụ trách mình không thể về đâu. Rộng đủ thứ, bây giờ tại sao nhiều người tu thì đông vậy, chứng này chứng kia khoe đủ tùm lum, lên mạng khoe đủ tùm lum. Mà giờ hỏi tôi nói đúng đâu vậy, vậy cho rồi đi. Nên phải để tới trong sách đọc tôi nghe. Đâu không hỏi chứ. Kính thưa thầy, thầy cho con hỏi con này chữ nhỏ quá, trong biển đọc đi. Vâng, kính thưa thầy, thầy cho xin hỏi. Vâng, thầy cho con xin hỏi là trong con có đọc qua về cuốn Thiền Nguyện tập anh có nói đến vạn pháp từ tâm sinh, tâm không chỗ sinh, pháp không chỗ trụ. Vạn pháp tâm sinh có nghĩa là nó là cái này là cái thuật của cái trang học của Phật giáo thôi. Vạn vạn pháp từ tánh người tưởng. Đúng, tôi đặt cầu đây cái thiền tâm phải nói được này. Vạn pháp từ tánh người tưởng. Rồi thì trong Phật giáo là gì, mấy ông nghịch lý nó giảng pháp tâm sinh, tâm là cái gì, tâm gì mà sinh, cái gì thiền tâm nó phủ nhận, nó không tin, nó không có gọi là cái tâm. Cái tâm là cái gì? Cái tâm là cái duyên hợp của cơ thể, nó tạo ra cái tim, mình gọi là tim, người Trung Quốc gọi là tâm. Cái tâm này nó bóp ép cho cái tưởng của người phải tưởng ra. Đó, đừng là ta tưởng đâu, là cái tâm tưởng, cái sự thật là cái động lực, cái tâm làm việc để nó phát ra cái tưởng cho tánh con người. Giống như cái bóng đèn nó cháy, cái remote nó quay, cái bóng đèn nó mới cháy. Người ta hiểu sai chỗ này, thành ra đã nhiều lần giải cái này. Đây là cái thông tin tôi nói chuyện giữa mấy cái ông và tiểu thừa ông đó. Tâm sinh pháp, thân tâm diệt pháp, diệt gì đó. Đây là cái nói của mấy anh tiểu thừa. Ta không có hiểu thiền tâm đâu. Bởi vì nó hiểu là muốn hiểu đạo Phật. Tại làm sao có cái tưởng. Cái tưởng là gì? Cái tưởng là do duyên một cái đại đại con sanh. Nó sanh ra tánh người. Tánh người nó là cái thứ hai của 16 thứ người. Thọ tưởng, hành thức, tài sắc, danh tự tùy, đó là cái tánh người. Nhưng mà nó muốn hoạt động được cái tim này anh phải bốt, anh phải bốt được cái tưởng nó mới tưởng ra. Cái tưởng ra thì tưởng này tưởng kia thì người trong kia, trong tất cả các kinh dị vật lý ta mới lại gọi là tâm. Thì ta hiểu không? Đó là câu hỏi câu hai. Hỏi từng câu thì giải thích rõ từng câu cho nó dễ thu, dễ hiểu. Dạ, con xin hỏi về cái pháp soi nhãn tạng. Đây, đưa mình cộng cho nó mạng dùm đó. Cái câu ở trong điện trong thiền tâm nó là chính pháp nhãn tạng, niết bàn, diệu tâm, thì pháp vô phù diệt, bất lập chân tự, gì chi lão. Bây giờ tất cả những người mà ngộ thiền, ngộ bằng cái gì? Chính pháp nhãn tạng, cái pháp mà cái pháp là gì? Mình muốn cái con mắt mình thấy, mình muốn nói ra cái gì thì do cái con mắt thấy, cái lỗ miệng phát ra, gọi là chánh pháp nhãn tạng. Khi là con mắt thấy được, cái miệng mới nói, nó là chánh pháp mới được gọi là niết bàn diệu tâm. Cái tâm này gọi là cái mồm diệu, đó là nói là
cái nước kết hợp là giữa cái tánh cái trái tim nó có rồi tánh người nó tưởng, nó tưởng là nó nói rất đúng. Anh ngộ đạo rồi, anh không có xài cái gì bất cứ ở trong này, thành ra cũng giống như qua sông bỏ bè. Chứ bây giờ anh muốn giải thoát rồi, anh đeo cái tánh Phật, đeo cái người đi hoài làm sao qua được. Cái người đâu có qua nổi cái này. Cái người mà vừa vào trung tâm vận hành nội ở Đức Hồ thì nó tan âm về âm, dương tới về dương. Nên nhớ là có quy luật của nó. Mình phải hiểu cái thiền tông, mình hiểu rất rõ về thiền tông thì mới tu thiền tông được. Còn nếu không hiểu là bắt đầu chứng đắc đủ thứ hết. Thì nói đúng cái câu này thì nói của mấy ông Phật lý nói để chi để nói gọi là nó đúng ra cái pháp này không nói được. Giống như Đức Phật nói là 49 năm ông không nói chỗ này nè. Nhưng mà mình không nói là sao ta biết. Thành ra thể ổng sau cùng mới nói là ổng không nói, chỉ bốn chính ổng nói. Nhưng mà ổng có khuyên mình à, hiểu được thì bỏ hết đi. Qua và trở về Phật giới thì bỏ hết bên này đi. Gọi là qua sông bỏ bè, qua sông bỏ bè, qua bên kia bờ. Người ta là thì nó gọi là qua bên đây là bờ Luân Hồ, bên kia bờ Tâm Tịnh. Là nói cho cái hạn chế, cho biết cái sự tật nó đi ra ngoài tâm giới vậy. Mới giải thoát được, chứ ở trong tâm giới thì cũng không giải thoát. Rồi mà hỏi xin thế như câu hỏi là nếu mà có thắc mắc gì cũng phải đi hỏi cho tới đâu nha. Bởi vì ở bài bắt vô đây rồi xin hỏi tới đâu từng từng có học phố tiền không có cái gì đi có hỏi nữa. Hỏi đi từ nãy giờ hỏi nhiều quá rất nhiều. Rồi cái tự nhiên họ tự nhiên hỏi, nhưng mà thắc mắc bất cứ cái gì cũng nên hỏi nó. Ở đây á, mình hỏi nó có cái lợi như thế này nè. Mình hiểu, người xung quanh hiểu, mình có công đức. Được, một mình có một người hỏi, có mình đó không có công đức. Chứng thanh, một người hỏi, tôi trả lời, người đó không có công đức. Mà người có đức đem về mình hỏi nhiều người khác coi gì. Nhờ câu hỏi, tôi hỏi, thì mấy chuyện mới biết. Tôi tự nhiên tôi có tiền nè. Còn nếu mình tôi hỏi giống ngày nãy cho hỏi ý chú như này nè, muốn hỏi chỗ nắm tâm để cho người khác là hiểu thì con có công đức chứ. Vậy con hỏi chú trả lời cho con đường trước quá, giữa người hỏi vừa nghe cũng thật tâm thôi nè. Rồi con muốn tạo công đức sao? Con phải che cái câu này đi tiến tới vô các con hỏi. Tôi nói cho người ta thì con có công đức và biết có tìm được không? Mà có ai chịu nghe cái này không? Ở đây thì người ta ráng là nghe nha. Cái câu chuyện mà con biết con đi qua chỗ khác nó chửi con này nó cùng mình. Thấy hiểu? Tại sao là nó muốn tập trung lại hỏi để cho người cùng nghe hiểu. Thì đây ví dụ 20 người thì chỉ có một hai người thì mình có một hai chú đích cũng cần hết, không cần 20 người hiểu hết đâu, chỉ một hai người thôi. Đó, tí thì muốn vậy thôi. Giờ tôi mời bạn. Chính mình
chắc chỉ con đã chọn rồi, con cũng hiểu thế nào là tập tánh, thế nào là tính người. Con hiểu thế nào là tập tánh, con cũng hiểu thế nào là tính người. Và con đọc hành thì con cũng hiểu là khi chết đi vào thân của ông thì qua cửa thân lần tập hành của chúng tôi đã nổi như thế nào, hát chữ âm như thế nào, hát chữ dung như thế nào. Nhưng mà chỉ có một điều là bây giờ là con, cái khó khăn nhất của con là con để thay cái dạng nhận ra được cái tánh phận của chính mình thì con chưa làm được điều đó. Chỉ bày cho con các bạn thực hành nhất những người những khi sơ cơ con mà bước vào cái dòng thiền này thì đọc đọc thì thấy rất là dễ, nhưng mà thực hành này rất khó, cực kỳ của nó là khó. Thì là con học hành thì mày cho con và mọi người tiến sĩ và tìm hiểu các cụ thể về tâm tại thiền này. Và đến câu hỏi thứ hai thì có trả lời chưa? Anh em tính hỏi là dạ, thế nào là tánh Phật, thế nào là tánh người? Ở đây tôi có cái quy định là tất cả những người đọc Pháp Mười quyển sách tôi mới trả lời. Chưa đọc phải không? Phải không? Phải nói từ câu làm sao nhận được tánh Phật và tánh người rồi. Thì tôi bảo là chưa đọc Pháp Mười quyển sách. Làm sao đọc không được thì người ta đọc. Nên nhớ rằng một vị mà muốn nhận được tánh Phật cái người đó sách đọc rằng Phật rất mười quyển phải cho rất mới nhận được. Chứ còn nếu mà ta đã nói vậy rồi mà mình không biết là không nhận là sao? Là sao? Bây giờ nó hỏi thế này là con đã đọc sách rồi, con đã đọc sách rồi và con cũng hiểu. Bây giờ tôi hỏi anh, trong sách có tánh Phật là gì? Tánh Phật là gồm bốn tánh, tánh nghe, tánh biết, tánh nói, tánh thấy. Thì vậy tánh Phật tôi biết rồi, còn hỏi làm sao nhận cái tánh Phật? Hỏi chứ bây giờ tôi là tánh thấy, làm sao tôi thấy? Anh nói anh suy nghĩ rồi, anh suy nghĩ tôi trả lời sao? Đáng hòn thôi, tánh Phật là thấy nghe nói biết. Mà bây giờ hỏi làm sao thấy, làm sao biết? Anh trả lời tôi nghe ra. Thì cái này thì nó thường hàng, nhưng mà cái khả năng nhận là ra được cái thanh tịnh nha. Bây giờ đó anh nói là anh phải hỏi là tôi biết tánh Phật nó vậy là sau kiến tánh có nghĩa thấy bằng tánh Phật. Anh có công đức từ anh đấy, có công đức chưa? Đưa công đức đây tôi mở ra cho anh thấy gì vậy? Đấy, bây giờ hỏi vậy chứ giờ nó tối quá trời làm sao tôi nói là muốn sáng là phải có bóng đèn. Mà giờ tôi biết rồi đó, thì đặt tiếng bóng đèn mở anh thấy sáng thì công đức cũng vậy, anh muốn thấy được bằng kiến tánh phải có công đức anh mới thấy được. Giống như muốn sáng phải có bóng đèn, có điện mở ra nó mới sáng, thấy không? Rồi câu đó thì trong bốn thứ là thấy nghe nó biết, nó cũng nằm ở trong cái dạng đó. Anh phải có công đức thật nhiều mới thấy được. Nên nhớ rằng tại Đức Phật mà mấy ngàn người mà chỉ có một ông nhận được thôi thì con suy nghĩ không phải đơn giản đâu. À, nhưng mà bây giờ đó, thấy thì là cái gì? Thấy có nhiều Phật giới được không? Thấy một cái là đi khoe tùm lum tùm người ở đây đó, nó tiêu liền thì thôi bây giờ hỏi câu hai đi. Dạ, vâng, và cái 16 cái tánh người như thầy thì còn hỏi được cái tình ái. Ái ở đây không có nghĩa là tình yêu nam nữ mà còn ái cha, tình cha, tình mẹ, tình bố, tình con. Và thật ra cái loại người để vừa cho ai được chữ ái này rất là khó. Thì xin thầy giải thích về chữ ái. Ở trong thế gian, thế giới vật lý này thì 16 thứ tánh người phải sử dụng hết, không có bỏ cái gì. Ủa, cô nãy giờ không thấy ca quá vợ không? Không có ca quá vợ chứ mấy thầy cạo đầu, xin lỗi con giả cạo đầu chứ. Trong vật lý này phải đúng theo tuân thủ quy luật của nó. Chứ đừng cứ tưởng là tôi cạo đầu tôi tu ngồi lâu rồi là thánh tăng, không có chuyện thánh tăng đó đâu. Có nghĩa là trên thế giới quy luật vật lý này thống
trên cái đất này phải đói thì ăn. Ăn tu mà đói thì không ăn được, không phải ăn chứ đâu đâu. Bởi vì ta hiểu lầm tưởng là tu mới đạt cái này đạt cái kia, chính đạt cái này đạt kia là do vị thần quản lý tánh của mình làm cho mình thấy cho nó vui vậy thôi, chứ không có đạt được cái gì trời hết. Người chân mình ông này bà kia mình biết là thành được cô hồn hết. Cái đạo truyền tông này nè, không phải là bởi vì trong Trần Nhân Tông có đọc cái quyển Trần Nhân Tông chưa? Ông nói á, mình sống ở đây có gia đình phải lo gia đình, có tổ quốc phải lo tổ quốc, muốn về Phật giới thì cái công thức nó về, biết chưa? Biết về công thức về Phật giới chưa? Ba cái đó tạo đi, ngồi đó tạo tự động nó ra, được quỳ xuống trước chánh điện tổ đình vừa thì tông chưa? Thì ta tìm ngoài 25 ta sẽ chỉ đường về rồi đó, thì tự động mình về chứ còn ngồi đó thì thấy gì nữa, kiếm gì nữa, kiếm càng chết. Đã mình muốn thoát ra cái nhân thế gian này, anh biết thế gian là gì không? Gian manh xảo trá mà anh vô đây thì anh chết liền á. Vô anh gặp ông thầy ở thế gian gọi là ông lừa anh liền, bảo đảm ông lừa anh. Đi ra ngoài buôn bán mà anh mà ngơ ngơ nó móc túi rồi đồ nào không hay. Thế gian, cái chuyện thế gian nó mới vậy là không có ai mà không ai mà tốt với mình đâu. Nó thật nó phải hiểu cái nguyên tắc này mới tu thiền tông được, chứ đừng có mong thấy kiến tánh kiến gì. Hồi đó mình chưa biết cái tánh Phật là gì, mong kiến tánh để mình mới thấy được. Giờ nguyên ký nó nói là tánh Phật nó vậy đó, tánh người nó được 16 thứ. Hồi xưa nếu có ai gì nói tánh người là cái gì không, hoàn toàn không ai biết. Nguyên ký công bố rằng không biết là tánh người nó là vậy đó. Chỗ ấy bây giờ đây mà vậy mình nói vậy bây giờ thì ông chịu đó, ông biết đòi sao tôi không biết. Bây giờ đã công bố quyền ký ra thì tông đã nói ra rõ rồi, từ con người dạng vật rồi đi về Phật giới đi bằng con đường nào, mình nên học cái này này. Còn cái chuyện mà bây giờ cái hàng tuần đến đây nghe thắc mắc cái gì hỏi tôi sâu tôi đúng, đừng có đem những cái chuyện mà thế gian vô mình không tốt ha. À, không phải gì hết, thế đi cái con ngay từ đầu con nói là con mới đọc sách thôi, thì để mà đạt được cái bí mật thiền tông đó thì phải cứu xuất giờ thơ mà chính vì con cái do cái khả năng cái ngộ đạo nó kém nhỉ. Cho nên là cái về cái con muốn làm sao mà thanh tịnh được để con lưu xuất được ra thơ đấy, đấy là cái vấn đề quan trọng trong để cái đầu tiên mà để con bước được vào cái vườn thiền đấy. À, đấy là cái mong muốn của con là làm sao bây giờ con làm được thơ nữa. Nhưng mà con ghét mình thì khó quá. À. Bây giờ anh suy nghĩ nè, mới vô lớp 1 bên này làm thơ. Anh suy nghĩ đi, mới vô lớp mẫu giáo mà thành làm thơ thì ráng đi, đến từ từ lên nó mới làm thơ được. Nên dạng đừng có đứng thang 10 đất thì làm ơn mình bước từ từ, mới lên cái mẫu của nhảy lên kia được, con tính sao đây. Giờ mọi người trả lời. Kính thưa ban quản trị thiền chùa Thiền Tông, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay con tên là Vũ Ngọc Trung, ở nhà ở xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Hôm nay con đến chùa cũng có nhân duyên đây thì xin hỏi thầy ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất như sau. Vậy thưa thầy, trong quá trình tạo công đức ấy, thì chúng ta là làm công đức cho người khác giác ngộ, thì thầy cho biết cấu tạo công đức bằng gì ạ? Cấu tạo công đức bằng chất gì? Vâng. À, nói là cấu tạo công đức bằng chất gì? Bằng cái chất là giúp người ta hiểu thiền tâm, hiểu giải thoát, đó là cái chất đó. Giống như con ở đây muốn tạo cái chất phước đức thì giúp người ta ăn vui là chất phước đức, còn cái chất ác đức
là con làm cho người ta khổ đó. Từ cái đó nó phát sinh ra rồi mới tích công đức là làm cho người ta trở về Phật giới, người ta hiểu về công đức giải thoát, đó là gọi là cái tích công đức đó. Hiểu không? À, rồi nếu cứ hỏi cho đó. Thưa thầy ạ, cái chất ăn vui đấy thì khi mình làm người khác vui, luôn quả nhân hồi sau này nó sẽ làm cho mình vui. Còn ác đức cũng vậy, hay là vậy, ví dụ mình làm cho người ta có phước đức bằng vật chất thì luôn quả nhân hồi sẽ làm cho mình có vật chất. Vậy thì công đức ở đây thì cũng ở trên thế giới ở vũ trụ thì có hai loại là từ năng lượng điện từ quang và từ âm dương, thì tất cả phước đức và ác đức kia thì đều theo như con được hiểu đấy là các tầng số sóng của điện từ âm dương. Vậy công đức thì cấu tạo bằng điện từ âm dương hay điện từ quang hay là như thế nào thế này? Cái này nó không có cấu tạo bằng điện từ âm dương nên nó nằm ngoài. Cái phước đức cũng vậy, nó không có cấu tạo bằng điện từ âm dương, mà cái phước đức á nó là cái lực sao dương chứ không phải là nhớ âm dương. Cái phước đức là cái lực dương, giống như cái bong bóng á, con nắm ở trong cái tay này nè, nó nhẹ nhẹ con dương thì nó bay lên, gọi là cái lực dương là cái lực bay lên, còn lực âm là lực rớt xuống. Âm dương là bay lên trên trên các cõi trời, các gọi là nghiệp lực dương, còn nghiệp lực âm thì nó rơi xuống mặt đất, dính trên mặt đất này. Còn công đức nó không dính đâu đó, nó phải bay đi ra ngoài, nó chui đi ra ngoài cái tam giới này. Tâm của tam giới thì không chịu nổi, khi mà xả rồi, khi mà xả rồi thì duy nhất của nó phải trở về với Phật giới nha, để điện từ âm dương, để từ một lượng điều qua nó chiếu vào, nó trở thành kim thân Phật trần, ngôi nhà pháp thân nó nằm ở sử dụng bên đó. Còn ở phước đức nó chỉ sử dụng trong tam giới này, dương ác đức nó sử dụng tam giới này cài trên đất. Đó nó rõ ràng như vậy, nó ba ngã ngã đi, ngã lên ngã xuống, xuống thì dương lên luôn, lên ba tầng luôn. Sau nhất cái đời bởi đời gì vô sắc. Còn ở đây cao nhất là trên đỉnh núi là thần, còn nếu mà quỳnh thì ở mặt đất, còn nếu phải sập âm nữa lún sâu mặt đất. Nó là rồi cái ba cái đức này nó nằm lộn nhẹ trong đó, không hiểu cái nguyên tắc của nó. Chứ còn cái cách đó thì bây giờ làm sao, bây giờ hỏi vậy chứ còn bây giờ con hỏi vậy, trên thực tế con hỏi chứ cái nóng làm sao nói như vậy, không có tả được cái nóng không, làm sao con tả được cái nóng. Và cái nóng là cái gì, nó là lửa, nhưng mà cái lửa thấy được, nhưng mà cái nóng nó còn không thấy được đâu. Thì cái đức nó về cái đức công đức phước đức và ác đức, nhưng mà nó hình thành, nó hình thành. Bây giờ con muốn á, muốn ác đức, con giết người đi rồi sao, nó bỏ tù, nó bắt đi con cái làm cái chuyện gì đó gọi là khổ sai đó, thì đó là hậu quả của ác đức đó. Còn là ở đây con phước đức chưa gì, các cái nhà lầu ở trên 10 tầng ở trên đó mới hưởng được cái không khí ở 10 tầng, phải không? Bây giờ trong đức khí ra ngoài bác chưa đi, nhưng mà trong khách nói vậy không, chứ bác chưa đi gì đâu mà kia, mà chừng nào đi về tôi cho địa chỉ ra, tôi về tôi báo mộng thôi. Thưa thầy, con xin hỏi đốt câu một đấy ạ. Thế này là ví dụ như chất nóng thì cũng là do đấy, thì âm dương va chạm mạnh với nhau thì tạo thành nóng, còn lạnh thì do điện từ âm dương hút với nhau ở cái độ thấp tạo nên thì gọi là lạnh. Thế vậy công đức thì khi mình truyền từ người khác thì từ đâu kéo vào trong tĩnh mạch của mình, từ ở thế giới điện quang hay là từ
bản thân từ tái Phật mà người mình tạo được công đức ra hay như thế nào để tạo thành kim thân Phật trở về phần dưới, sử dụng ở phần dưới? Bây giờ con hỏi chứ ví dụ xây cái nhà nó hỏi từ đâu có, thì do gặp nói siêu văn sắc thì nó tạo ra hình dạng, nó có hình thể gọi là vật chất. Còn con hỏi cái vô hình thì làm sao trả lời được. Bây giờ hỏi chứ bây giờ con hiểu là bây giờ con ai cũng thấy có không khí chứ gì, tôi diễn tả không khí nghe nè, trước mặt mình đấy mình cảm được mình không tả được, thì có công đức là cái chuyện giữa đi về bên kia xài sử dụng này là không biết diễn tả là sao. Ông Phật ông không nói gì, 49 năm ông nói ở đây ba cũng đây thiền tâm công bố ra tôi nói chỗ này, nói cho được chuyển đi để con suy nghĩ đi, mà bố lại ngồi đi người ta hỏi rồi con diễn tả vậy nè. Cái này là cái chuyện không thể nói được. Ông Phật còn bó tay về bển sẽ biết, về bển sẽ biết cái công đức đó là hình định chỉnh định như thế nào nha. Vậy con hỏi cái này thì cũng được không ai thầy, nhưng mà nên nhớ nó quá, nó đi qua ngoài cái không, câu hỏi được nó không phải được. Giống như bây giờ người ta đang có người tất cả người mù mắt hết á, rồi ai cũng mò nói chuyện với ánh sáng mặt trời vậy, rồi có người đó ta thấy là sáng ta biết đó, rồi con lại con hỏi ta chỉ cần sáng thôi thì anh tả tôi nghe coi, tôi suy nghĩ người ta tả ra sao cho con. Cái người luôn sáng mắt luôn tả ánh sáng, tả cái cây thì còn rán là cái cây nó dài đó, cái màu này còn dễ còn được, phải tả ánh sáng là sao ta tả được. Thì bây giờ hỏi con hỏi bác tả công đức thì sao tả được, để tối nay được kiếm cái ca rồi hỏi không. Con xin cảm ơn thầy ạ. Như thế là con hiểu như thế này, tức là bây giờ mình có lục căn thì mình hiểu được theo lục căn, còn khi mà mình có Phật nhãn thì mình mới sẽ hiểu được cái chuyện của công đức thiên ở trở về, mình mới hiểu được cả thế giới tịnh quang. Con xin phép hỏi thầy câu hỏi thứ hai. Dạ, ở thế giới ta thì như loài cổ cây cũng như thầy cũng viết trong sách ấy, loài cổ cây cũng có tánh do đều thai trả quả mà cũng có cái phần còn nói thông thường tức là phần hồn đấy, phần giác ạ, phần giác và cái phần nhiều tánh phần mà bị đầy đọa ở trần trong đó thì những loại sinh vật nhỏ bé thì có như vậy không ạ? Chú hỏi là cái sinh vật mà nhỏ bé nó có tánh phật của nó không, có bị dày đọa nó không có không? Cái tánh phật, tất cả cái sự sống là do tánh phật. Giống như ở trên trái đất này điện, cái chất điện là chất sáng, cái vật gì nó có sáng là nó có điện, vật nhỏ lớn gì nó có sự sống là tánh phật, do tánh phật. Thì bây giờ văn minh rồi mới lâu gì mới giải thích được cái này, chứ ngày xưa ông Phật cũng không giải thích này. Có nghĩa là sự sống là tánh phật trong đó, mà do cái nghĩa của nó, do cái người con kéo đi đi làm cái đó. Sở dĩ trên cái đất này nó có đủ loại là do cái nghiệp từng người một. Bởi vì ông Phật nói là một khi mất thân người muốn trở lại thân người không phải dễ đâu, nhất thất nhân thân di nam không có thể nào trở lại. Thì bây giờ anh hỏi chứ bây giờ chứ cái lồng lớn điện chút xíu không phải là điện, nó là điện nó mới sáng, chứ còn không có điện làm sao nó sáng. Thì không tánh phần thì không thể có sự sống được. Rồi các tôn giáo khác ta nói đó là do linh hồn, mà chỉ cái đó là tại gì? Chào mừng bạn đến với ứng dụng demo đọc văn bản tiếng Việt tự động. Xin lỗi, chuyện 2.000 mấy trăm năm trước nói linh hồn mà tin, chứ giờ không thấy cái vấn đề mà các nhà khoa học nói linh hồn hay tin. Phân tích các nhà lý ta nói linh hồn thì phải giảng tả tôi nghe. Con có đọc cái quyển số 7 chưa? Chào mừng số 7 là nói giữa mất cũng đầu lòng hấp dần mà thái tử tế tập ra nói về cái vấn đề này, nói về cái sự sống này, phải hiểu nguyên tắc nó.
rồi thì con tỏ bản tỏ bản bà chứ. Dạ con tỏ bản bà xin hỏi cô bác còn câu còn câu nè. Thầy bà xin anh theo hỏi một câu ba nữa. Trong tam giới thì như thầy biết có một hệ mặt trời gồm 6 hành tinh vĩ đại, ở trong đó trái đất của chúng ta đang ở trong 6 hành tinh vĩ đại đó, thì con xin hỏi 5 hành tinh còn lại ở các phía này có nằm cùng sử dụng một mặt trời này để sử dụng không, nghĩa là có cùng trong một cái vòng hoàng đạo hay không ạ? Cái hỏi là cái trái đất mình á là nằm trong cái hoàng đạo đó, rồi có năm ngoài trái đất mình có năm cái hành tinh đó, nó có nằm chung với hoàng đạo với mình hay không? Bây giờ con có biết cái vòng hoàng đạo là cái gì không? Tôi nói là đây là cái mặt trời nó nằm ở đây nha. Cô mình là ở dưới này gọi là Nam Diêm Bồ Đề này. Nó 6 cái hành tinh nó chia ra đông tây nam bắc trên dưới. Thì mặt trời ở giữa, mặt trời là một cái khối lửa nó cháy thì nó phát ra cái ánh sáng để cho cái sinh vật trên 6 cái đất này nó sống. Còn cái dòng đạo thứ hoàng, đó là gọi là hoàng đạo, một cái hoàng đạo này không phải là cái dòng mà nó cái dòng bao con bộ bao vòng tròn đó, con hiểu không? Cái hoàng đạo một là nó bao vòng tròn chứ không phải một vùng mình vẽ trong cái bản đồ gọi là mặt cắt ngang cho nó dễ hiểu thôi. Thì cái hành tinh nào cũng phải chịu đúng quy luật của cái Nam Diêm Bồ Đề này, nhưng mà nó đi á thì nó đi có lúc nó đi lệch, vậy khi nó đi giữa trung tâm như này đi xuống có nhiều khi, và tại sao nó tiếp nhận tánh Phật được là nó đến giữa trung tâm, bởi vì sáu cái này nó bắt đầu nó lắc mà nó đi tới cái dòng vật cái Nam Diêm Bồ Đề này muốn nhận tánh Phật từ Phật giới vào đó thì nó mới nghiêng vô. Nó nghiêng vô thì cái hải trượng nó kéo vô nút chui vô cái đất đất mình thì gọi là cái người sống ở địa cầu này, còn nó qua cái đất khác thì nó của địa cầu khác, nó sáu cái nơi sống một cái tam giới nó như thế đó. Mới hiểu được cái này thì nó tiếp nhận ánh sáng y như nhau. Sở dĩ mà con xuân hạ tôi đông là do cái dòng nó quay á, nó dòng nó không phải quay một cách vị trí đúng đâu mà nó gây lên, vì thế mà có lúc nó quay nó hơi cao hơn thì mặt trời nó chiếu vào cái miền Nam địa cầu đó gì, thì miền Nam địa cầu là mùa hè, ở miền Bắc nó thì mùa đông, nó phải vậy. Cái này á về sau sẽ có làm cái phim 3D 4 chiều mới hiểu được cái này, chứ còn 3D 4 chiều không diễn tả đâu. Thì bây giờ trong cái ban quản trị chùa Thiền Tông Vân Diệu thì có người đang thực hiện cái này, vì sao là tôi mới chỉnh cái đó, có nghĩa là con muốn thắc mắc cái gì con mở này ra là tất cả nó sẽ quay theo cái đúng theo cái quy luật nhân quả của cái đất và tam giới, con có hiểu được. Nó phân tích từ cái lúc mà xuân hạ thu đông rồi tại sao có nước có lần rồi cái tại sao mà tới cái chu kỳ của nó phải để cái đất, tại sao mà sống mười bằng ngàn năm nó phải quy diệt một lần, nó phải có cái chu kỳ của nó chứ không phải ai làm đây đâu, nhưng mà tại sao cái quy luật vật lý của một cái tam giới nó là vậy, hiểu không? Dạ vâng, cảm ơn. Dạ. Nơi trái đất này lúc ngủ sẽ liên tục thấy ánh sáng màu vàng của công đức. Nếu mình không đủ công đức, có thấy hiện tượng này hay không thưa thầy? Không có công đức thì không thấy được. Nguyên tắc tiền là trước khi chết á, thì một mình dạt mình muốn đi làm lò thực vật thì cái thấy cây cỏ qua lá chắc chắn mình phải vào lò thực vật, còn muốn làm loài thú loài con nào nó mình thấy con đó là đang đánh chứ gọi là nó tập để cho máu cho biết rằng mình đi vào cái loài đó,
Còn nếu mà cái nào thấy ông Phật A Di Đà hoài lắm mà lên trên là phước nhiều mà. Mà cái này đó, nó rất khoa học chứ không phải mình nói là tưởng tượng. Là gì, ví dụ mình muốn thấy A Di Đà là mình cứ kéo gõ mỏ tụng kinh cho thanh mơ thì ông thì trước khi chết mình tạo phước đức mà, đỡ tạo phước đức mà thì nó phước đức. Thì cái này là trong tàn thức nó phát ra. Thành cái thần mà quản lý tánh Phật là có nhiệm vụ gì? Đem cái gì vô đây? Tôi trước khi đổi qua thế giới khác, tôi cho thấy trước đó, chứ không thành quản lý tánh tôi biết trước đó. Rồi, cái kho ông rồi giờ vậy đó, ông con lên gọi là Thượng Đế đó, thấy Thượng Đế đó. Tại ta không cắt nghĩa rõ chứ cái này là cắt nghĩa rất khoa học. Còn bây giờ muốn về một giới này, đây là bây giờ công đức ông nó phát ra rồi đó. Thì bây giờ trong thế giới này không xài được, mà ông muốn về thần đẩy cho xuống rực, đẩy đi luôn, đẩy đi vào trung tâm thiền hành. Chính trong thần là ông hết nhiệm vụ. Trước khi tánh Phật vào đây tiếp nhận việc trưởng dòng tộc, bảo ông thần là phải theo dõi sát tánh Phật này nè, chừng nào về Phật giới thôi, ông hết nhiệm vụ. Thì đúng là nếu mà đẩy lên trên ra đến Ngọc Hoàng rồi sao ông lên cái đó đây, tôi nhận nhiệm vụ khác đổi rồi ông trả lại đây rồi có người khác cũng trách cho ông. Nó phải nó đúng nguyên tắc đó này, đúng ra cái thế giới vô hình hữu hình đó đều có nguyên tắc giống như nhau chứ không phải khác gì rồi. Nhưng mà tại vì bây giờ người ta không hiểu nhiều, vừa nói về vô hình cái người ta chê vô hình là mê tín, chẳng phải vô hình hữu hình đều có nguyên tắc của nó hết chứ không phải không. Giống như trên mặt đất cũng quy lực của mặt đất, dưới mặt đất cũng quy dưới mặt đất, dưới biển nó cũng có quy lực của nó chứ không ai mà sắp xếp đâu. Hành tinh nào cũng vậy, quay mà gần mặt trời là hạ, mà quay xa mặt trời thì đông, có vậy nó bắt buộc phải đi theo quy lực của nó chứ không ai làm để ra đâu. Thì câu hỏi đó hở ý chị người ý không? Đây là tới câu hỏi thứ hai. Nếu mình tu theo thiền tông mà lúc gần mãn phần mình không thấy hiện tượng gì, vậy mình có về Phật giới được hay không thưa thầy? Không, hoàn toàn không. Bây giờ tu thiền tông mà về Phật giới trước khi về giới biết luôn, biết ngày giờ về được mới là người về được. Mà chứ còn mà tu thiền tông mà không biết gì thì kể như là vô minh nó kéo mình đi nè. Vô minh nó kéo là cái nghiệp nó kéo mình theo đi đó. Còn nếu mình không có đủ một lúc mình ham thì ông thần, ông giả, ông giúp mình đi nè. Mà đi theo ý ông. Nên nhớ một điều, tất cả quy luật cái thiền tông này chỉ rất rõ, cái gì cũng phải trước khi gọi là trước khi mình chết thì những cái hiện tượng nó sẽ xảy ra cho mình biết một hai lần chứ không phải không đâu. Còn những cái mà mình không biết gì thì gọi là vô minh nó dẫn mình đi, thì hoàn toàn là mình chắc chắn đi theo cái mà, bởi vì khi mà mình mất mình chết cả giống như đi vào giấc ngủ, mở ra thấy cái gì đi theo qua đây. Nó nguyên tắc luân hồi nó là vậy. Rồi rồi. Dạ, lúc đó nếu mình muốn về trường Phật giới thì phải làm cách nào hả chị? Muốn về Phật giới phải từ bây giờ. Muốn về Phật giới phải từ bây giờ. Bây giờ thấy ta đi Mỹ mà chứ làm sao đi Mỹ? Thì giờ giờ làm ơn về kiếm tiền thủ tục đúng như đó đi. Chứ thấy ta lên cái bay muốn trèo lên ai cho? Muốn cái gì phải có thời gian. Muốn biết chữ thì phải học từ từ, còn muốn về Phật giới phải tạo công đức từ từ, rồi học đủ thứ hết chứ đâu phải muốn về làm đậu cái nước mà làm ông chủ ấp lên cũng phải khó, phải đi học cho giỏi thành chủ ấp chứ rồi đi về Phật giới còn khó ngàn lần. Thầy là có nghĩa là nếu mà con có công đức ở đây thì lúc đó nếu mà con không thấy thì lúc con muốn về nữa thì tại như thế nào? Dạ.
mình coi là hướng dẫn đi cũng muốn về nhưng mà thành phố chưa có đủ công đức, có người nào giúp không, có người giúp được về không? Công đức này nó trong sách cái viết thế này nè, thí dụ con đi qua cái cửa khẩu á, con nó đóng thuế con 100 ngàn gì, con có 1 triệu con qua con khỏi cần đấy chỉ là cho nó con đi, mà con biết đường đi nha. Còn nếu mà con thiếu 10 ngàn sao thì mượn người ta, thì mượn ai là ông Phật ông tới thì ông giúp cho con thì con qua được. Còn nếu thiếu nhiều quá thì con sử dụng cái thuật mánh đó, la một tiếng ông kêu dừng mình, con chạy qua gọi là chưa đuổi á, giống như mà bên ông Phương bên Tây á, nó đi vô nó mua một cái thẻ để qua cái tàu điện ngầm á, nguyên tắc một thẻ một người thôi nha, hai đứa nó ôm sát nhau cho nên qua được hai đứa đó, cho cái thuật cái này cho cái thuật này nhá, nguyên tắc hay hiểu, nhưng mà thôi cố gắng tạo thức sớm đi chứ đừng có lừa cái này. Thưa thầy, là thầy cho con hỏi là có những cái hình thức nào là làm công đức tốt nhất ạ? Cách tạo công đức ạ? Cách tạo ra công đức là cách tạo tốt nhất thầy. Thì cứ làm sao giúp cho người ta hiểu này là tốt, nào đó thì tùy theo hoàn cảnh. Ví dụ mà cô ở nhà xung quanh đó thì có 5-3 người thôi, thì cô nói 10 người thì cô nói được người nghe, có 1 người cô không. Còn muốn tạo có công đức nhiều cô phải gan, cô phải không biết sao không? Đem vô chùa thì tâm nó phát cho mỗi người biển Trần Nhân Tông này xin 100 cái phát. Tôi bảo đảm mà là 100 người thì có 2-3 người dính vô bộ công đức, nhưng phải ráng đi chửi nha. Không sao, thấy không? Tất cả muốn tạo công đức nhiều phải vô chùa, vô làm quen mấy người trong chùa hỏi tôi muốn gì, muốn tu giải thoát rồi cái này có chỉ này. Cho nên ta ăn vậy. Còn vô kia nó tôi muốn thành tiên, thành thần, thành gì không? Dẹp. Đó, nó tạo được dễ cho chị thôi. Là trước cửa chùa, vô chùa phá đi. Người nào hỏi cứ gọi, cứ rề hỏi tới giờ cùng. Vô đây để muốn gì? Tôi muốn giải thoát, cái này có, phải chỉ đường định như vậy. Vô một quan trần quan trần chứ còn ở đối số kiếm một người khó đâu, khó lắm, thấy không? Bởi vậy tôi đã để bài báo tôi tại sao khi mà tập quyền ký thì ra cô Phạm Thị Ánh ông Thị Yến ở chùa Ba Vàng chửi cái này, nhưng mà rất bà chửi mà cái thuật rất hay, bà đem cái tập quyền ký ra bà nói chùa Tân Diệu là ma đạo tà đạo vậy nè, bà đưa cho mấy người nghe. Khi bà chửi được rồi 2 ngày sau 16 người đến đây xin cấp cứu chỉ Thiền Tông liền, là ta tin ta thấy ủa thấy bà này bảo quảng cáo mà tưởng nó muốn hiểu cái tà đạo cái chùa Tân Diệu, vô Thiền Tông nhắm mồm người thấy bà chạy mà bà nói không biết cái chùa này nó tổ chức cái gì mà mấy chục ngàn người nghe, mấy bà kia nghe không biết cái gì mà chửi ai về. Mấy người kia đọc quá hay quá đến đây hỏi không hỏi thì được, không có biết chỉ thôi. Tự nhiên bà Yến mà bà chửi cái chùa này mà bà được công đức rất lớn. Đem cái đó thì chán chơi theo kiểu bà Yến không? Đó thì muốn tạo cái mức dễ dàng thì chơi theo kiểu đó. Vô kiếm ông thầy chùa nào chỗ to, nó thầy ơi thầy cho con phổ biến này đi, con cho thầy 1 triệu này, thầy cho phổ biến thôi, ông cho liền bỏ 1 triệu lấy bao nhiêu công đức. Thì tất cả cái mà người ta đến chùa mục đích là gì? Mục đích là tôi muốn giác ngộ giải thoát. 100 người nữa rồi 90% là muốn cái này mà vô cái ông thầy nói chuyện nó muốn tạo công đức dễ thì nên chiều 2 cái thuật máu không vô chùa la lên giống như vậy ấy. Còn 2 nữa là năn nỉ tay cho phổ biến, 3 là bị phát, 4 cái nào đó là dễ nhất.
Em có một Phật gia Nguyễn Hoàng Giang ở Hà Nội hỏi: Khi hết duyên ở cõi trần, lập tức trung ngóng thân hình thành, tất cả tổng nghiệp có ở trong trung ngóng ống đất, trong trung ngóng thân này không thầy? Hỏi lại: khi hết duyên ở trần, lập tức trung ngóng thân hình thành, vậy tất cả tổng nghiệp có ở trong trung ống thân này không thầy? cái tánh người á, nó là do điện đường âm dương nó cuốn hút, nó thành cái tánh người, nó tạo thành cái vỏ bọc. Tất cả nghiệp gì làm nó chứa vào trong cái tàn thức của tánh Phật, tánh người á. Khi tánh người tan rã, cái thân người tan rã, nó co lại, nó trở thành trung ấm thân. Trung ấm thân nó cấu tạo bằng cái gì? Nó cấu tạo bằng điện từ âm dương trong suốt. Trong đó có cái gì nó hiện ra cái đấy. Ông thần quản lý tánh Phật có nhiệm vụ thi hành đi hưởng nghiệp. Ví dụ thân này nó tương đương được cõi trời vô sắc thì ông đẩy ông quăng một cái lên tới để cái dèo tới đỉnh. Ông thần quản lý tánh người hộ quản lý tánh Phật mà mượn thân người, nó nằm ở dạng này. Tất nhiên cái gì nằm ở trong đó ông được thấy hết, giống như là cái bao, cái bao mà nó màu trắng trong đó, cái gì mà muốn cái gì thì ông thần quản lý tánh Phật mượn thân người, ông thi hành cái này thì lên đỡ xài hết rồi, nên nhớ là hết phước rồi mới rớt xuống còn có bao không trở xong rồi đi mượn tiếp, trung tâm mượn tiếp tạo nghiệp tiếp, là cái gì chứa tiếp là đi tiếp, cứ tương tự như vậy. Bây giờ nói thật, cái trung ấm thân mà nó đen thùi là biết rồi, xuống địa ngục thân thân ổng đạp cái giảo bổn còn ngầu quan ổng đạp cái răng xuống dưới luôn, còn răng tới tầng thứ mấy là tùy theo sự nặng của nó, nó ở tầng ở mức nào đó. Rồi tôi hỏi đi, có dễ không, dễ phải đi Dạ, câu số 2. Khi người tu thiền tâm thì trung ấm thân. Khi người tu thiền tâm. Khi người tu thiền tông thì trung ấm thân mang tất cả các nghiệp này đến trung tâm vận hành luân hồi, phải không ạ? Khi người tu thiền tâm thì trung ấm thân mang tất cả các nghiệp này đến trung tâm vận hành luân hồi, phải không ạ? Khi người tu thiền tâm mang trung ấm thân mang không nghiệp đến là nên trung, nhưng mà có đủ lực không? Đủ lực mang tới thôi. Bây giờ giống như cái thế này nè, giống như cái bong bóng này nè, mà nó nhẹ quá thì nó bay, có nhẹ nặng quá nó rớt xuống đây, mà nó có cái dương của cái công đức á, nó không rớt được cái đất này, bạc ra cái đất nó mới rơi vào trung tâm vận hành luân hồi được. Nhưng mà phải biết nè, cái người đó phải quyết chí đi, có nghĩa là nó rơi nó bám không đồng ý thì nó sẽ đẩy đi. Cái vị thần này có quản lý cái chuyện quản lý tánh Phật á, đủ công đức rồi, ổng không cho ổng nói là đã đủ công đức rồi, ổng có đẩy cái gì, ổng có đẩy về cái chúng ta về hành luân hồi được. Tại vì đầu tiên thì vào trong cửa hải dương âm, bây giờ đẩy đi về đường hải dương để đi dẫn về, đây là cái nguyên tắc. Chứ còn nếu mà dọc bây giờ nói mà cái
bởi vì cái mà kêu bằng công đức thật lớn rồi, ác đức bao nhiêu không thành vấn đề, phúc đức bao nhiêu không thành vấn đề, có nghĩa là sức nặng nó nặng hơn cũng được. Vì thế mà vô tới cái trung tâm vận hành luân hồi rồi thì cái trung ấm thân nó vỡ ra, ác đức nó trở về điện từ âm, phúc đức nó trở về điện từ dương, công đức mở, công đức ông Phật, tánh Phật ôm đem về Phật giới để thành một chim, để ngôi nhà Phật thân. À, cái đó là phải hiểu cái nó như thế nào, có muốn không? Có nhiều người ta có công đức ta không muốn về. Thí dụ ta muốn đi đâu nữa thì làm sao? Làm sao ông Phật cũng lợi, ông chịu mà. Ông Phật cũng chịu nó ở muốn, về đủ muốn về đó, về không? Về thì ông tạo đi nghĩ ra về, mà không về thì đi nữa, muốn đi đâu? Để ông dẫn đi. Đó, nguyên tắc đó là vậy. Con hỏi tiếp đi. Ý khai nhưng mà thầy trả lời luôn. Thưa thầy, một người đã được bí mật, một người đã được bí mật thiền tâm rồi và có nhiều công đức thì có chết bắt đắc đệ tử không? Còn nếu có thì có thể về Phật giới được không ạ? Có công đức rồi mà muốn về Phật giới muốn chết gì kiểu gì kệ, không thành vấn đề. Cái có sẽ có thể là mình có công đức nhưng mà cái nghiệp mình phải trả bằng cách chết bất đắc kỳ tử hoặc là bệnh, chứ không phải cái vấn đề mình về không phải dũng chết cái gì. Bởi vì nguyên tắc chết á là đi vào cái cũ, bị đụng xe hay là bị gì điện giật chết đi vào cái cũ, mà khi đi ra nó mới trực nhớ là liền hết ngủ giùm mình kìa, à tôi đã muốn về Phật giới thì lúc nào nhớ thì mình về. Còn nếu mà mình đến bất đắc kỳ tử mà mình không hiểu cái gì thì do Phật cũng dẫn mình đi đến gần nhé, do cái tánh quản lý Phật quản lý tánh Phật của mình dẫn mình đi theo cái nghiệp mà nó đã chứa ở trong cái tu bóng thân á, dẫn mình đi. Thế là cái đừng có lo cái chuyện này, mình muốn về là không thì do cái này nè, về là phải có đủ điều kiện, phải có cái công đức thật nhiều và cái công thức, nhớ cái công thức phải cho rõ, chứ còn không công thức không rõ thì cái tánh người nó làm nữa, nó muốn mượn nữa, đi theo đi, tôi đi chơi chưa đã, ông đi theo tôi, ông dẫn tôi đi chơi như nào đã rồi tôi, ông về. À, cái này nguyên tắc đó đó. Con cô chú hỏi thêm không ạ? Dạ, thầy cho con hỏi là một người mà khi trở về Phật giới nếu mà chết trong gia đình đó, mình kiểm tra trên đỉnh đầu nóng thì biết, còn nếu như mà chết ở ngoài mà người thân không có kiểm tra được thì có cách nào người đó báo cho người thân hoặc bạn bè biết là người đó đã về Phật giới không thưa thầy? Đấy về Phật giới á thì muốn người ta có công đức là đã nói trước mấy năm rồi. Nếu có công đức trở về Phật giới ta nói bây giờ tôi biết rồi đó, nữa tôi có gì thì đừng có cúng tôi nha, thứ nhất là tôi về Phật giới đừng có cúng, tôi về rồi thì thôi ở đây làm gì làm chứ, còn tất cả những người ở trong nhà sống chung một nhà, vợ chồng con cái giống như một người đi chung một chiếc xe thôi. Khi xuống xe rồi thì thôi anh đi tôi đi được, đường anh đi được, đường em đi, thế thôi, không cách nào. Bây giờ nên nhớ rằng đừng có ai, chỉ trừ trường hợp mà mình không biết, mơ mịt mờ thì thôi nghiệp cứ dẫn đi đâu đi đó. À, nên nhớ rằng khi mà người có công đức và hiểu cái này rồi dịu nó xin lỗi vô thần đến cười, tại sao phải trong thiền sư cười được, ta tại ta hiểu vậy, cô khóc khóc rồi có khó không, mà người ta mấy cái người này là tới cái giờ người ta đi ta rất vui, cũng báo trước cho bà con dòng họ tôi đi, nhưng mà ta không có giải thoát đâu. Đó, tôi biết vậy, mình nên biết trước, dù rủ mà biết trước mà đụng xe điện dân kể nó ta đi lên. Chuyện đó là do nghiệp nó kéo nó phải trả cho nó thôi. Chuyện trả nghiệp là chuyện nhỏ đối với người tu thiền tâm. Đừng có sợ vấn đề trả nghiệp, nên nhớ một điều. Chứ nghe nó tu thiền tâm mà thấy bị xe đụng ghê quá, chuyện đụng được. Tại sao mà đem vô lò thiêu không sợ mà cái xe đụng sợ?
em đừng có lo cái chuyện anh tôi có công đức rồi thì đừng có lo gì đấy. Mà nên nhớ là những người có công đức nhiều thì báo cho gia đình biết trước rằng tôi sẽ đi đó, vậy mới là cái người mới giải thoát. Còn người mà sắp đi không khóc thì không biết về đâu chết. Ông gửi vô và trả lại dòng tộc lại. Rồi mai mốt tôi khóc, mai mốt rồi làm tiếp, cha con tiếp, vợ chồng tiếp. Khóc thì phải vậy chứ sao? Bởi vì cái nghiệp mà quyến liếng thì ông thần ông chịu mình phải chứ. Thương ông, thương vợ, thương con, thương rồi thì vô đó đi, rồi mai mốt lên. Rồi bà này chết thì xuống dưới đường dẫn lên làm thở rồi làm tiếp. Đó, cái quy luật luân hồi đó là vậy. Đời đồng ý không? Đồng ý phải tiếp. Dạ, thầy cho con hỏi là trong các vị Chúa Trời ở trong một tam giới thì các vị này có thể qua lại để mà trao đổi với nhau được không? Hay là ở cõi nào thì ở đúng cõi đó thưa thầy? Ở trên đất này một qua lại cũng được, mà ở nơi thì được. Ông đi bằng cái gì? Ông đi bằng cái gì? Ở đây còn có máy bay chở đây qua Mỹ rồi đấy, nó còn chở. Hồi xưa không có máy bay rồi sao đi? Bây giờ nguyên tắc anh quy luật anh ở trong cái đất này, anh ở trong cái tạ cây cõi trời thượng đế, nên nhớ rằng cõi trời thượng đế sống khác với cõi trời tứ thiên vương. Trời cõi trời tứ thiên vương nó sống khác lại với cõi trời dục giới, thì cái này làm sao sống chung? Trời thiên nhiên nó muốn qua đây thì được, mời qua đi không phải làm việc nghe làm nặng à. Còn trời thượng đế không được, đi phải cho nghiêm, nói không dám nói. Giống như đi vô cung vua vậy, thượng đế giống như vô cung vua, đi phải cho nghiêm, làm cái gì phải cho khép nép. Còn có trời dục giới thì thôi, giống như qua Mỹ vô cái động nó chơi thoải mái luôn. Chứ bổ nơi nó ngay làm sao mà qua được, không có cái nào qua được cái nào. Mình nên nhớ rằng không có bàn phương tiện đi, đâu phải mà từ cái cõi dục giới mà qua cái trời thượng đế gần thân. Tần số riêng nó hoạt động bằng cái cơ chế riêng của nó. Giống như bây giờ anh một ca sĩ, anh có khi nào anh vô anh làm công trường ấy không, làm cái công trường mà làm nặng được không? Anh vô đây phải làm như tụi tôi, còn anh ở ca sĩ thì ở chữ thấu à, không có qua được đâu. Mà đây là nói chuyện ở chung một không gian, còn không được huống chi rồi trời này quá trời không định qua không cần ở trời thứ thiên vương qua ông trời thượng đế không cho đâu, ông mua qua bên ông này ông tối ông bé ông cứ ông đâu làm chuyện nặng quá. Chào lại đi. Lúc mà đồng tổ Huệ Năng được truyền đi bác thì có đồng tổ bên chiến theo cái dòng đi bác, mà đồng tổ Huệ Năng để đi bác trên tảng đá mà đi bác nhẹ như vậy, mà tại sao đồng tổ mình không thể nhấc được đi bác lên tôi này? Khi thành luật tổ Huệ Năng mà khi được chịu y bác, mà khi được luật tổ Huệ Năng mà lấy cái y bác đó đi, có người dưới theo mà chờ cái y bác, nhưng mà cái y bác đó họ để ở trên đó, nhưng mà có người ta đi không nổi là sao thầy? Trên không nổi chứ gì, có biết cái gì không? Bây giờ nè, cái bằng đó là cái bằng tiến sĩ người ta để đó, cái thằng lớp 1 dám lại lấy không? Cái này là cái này là cái nhiệm vụ của một vị tổ đem cái quyền ký này đi rất nặng nề. Còn ông Đậu Minh đó là cái ông gì, ông tướng, ông ngang tàn, ông tưởng luôn trên cái này vậy. Cái này ẩn ý là nói là cái này ông không có là không có nhiệm vụ, ông có làm được đâu. Chỉ người nào có nhiệm vụ mới rinh nổi cái này đó.
chứ không phải sinh không nổi. Người ta trong sách đã nói là sinh không nổi rồi, nói vậy chứ sự thật. Cái này là cái nhiệm vụ của một vị tổ mà ông truyền đi, còn ông là một ông tướng, mình vô cái này mình rinh đi sao được. Giống như một đứa học trò mới học lớp 1 ở đây bằng tiến sĩ giao cho cao tiến sĩ vậy, nhà anh để ông đi làm cái chuyện gì của ông? Ông mới học lớp 1 mà về đảng vô rinh cái này ai cho ông rinh? Nó rinh không nổi là nó chỗ này ông đánh giá không nổi về cái vấn đề tập nguyện ký này đâu. Nó ý không nổi là vậy chứ không phải mà nó để ngoài nó dễ rinh không nổi. Thì tại người ta nói cái thuật nhưng mà không ai giải thích được cái này. Khi giải thích được cái này không nổi có nghĩa là ông Đạo Minh không gánh giác nổi cái này. Sao như vậy rinh nổi cho bác? Cái bác có gì đâu, mấy trăm gram là gì rinh nổi. Chào thưa bác, bác ơi không hỏi cái quả vị tột cùng của hàng thanh văn là a la hán xả đi sanh tử tác chứng với bạn, xin bác hai vị và mở bài cho anh em tự tìm tập con nó rõ thêm phần này. Xin cảm ơn. Thưa bác, quả vị tột cùng của hàng thanh văn chứng a la hán xả sanh tử tác chứng với bạn, xin bác xin bác hai vị chỉ bàn cho anh em con rõ về phần này thêm. Xin cảm ơn. Cái quả vị thanh văn đó là quả vị a la hán, là quả vị cao nhất. Chúng ta giờ chú muốn là biết cái quả vị đó là như thế nào. Thanh văn nó khác, a la hán nó khác. À, muốn thích các nghĩa gì? Muốn cái nghĩa a la hán là thanh văn. A la hán có nghĩa là tính danh từ gọi là tịnh tịnh, con người tịnh tịnh. Mà bây giờ người ta tu người ta gọi là con người bất động động. À, con gọi a la hán chữ là tịnh tịnh, hoặc là nếu mà nói về cái tiếng Việt Nam mình gọi con người bất động động. Hỏi cái ý đó là a la hán là có chịu thoát hay gì không? Không, ai giờ nó không nhận giải thoát được. Mà giải thoát cái gì biết không? Giải thoát cái thân tứ đại này nè, không trở lại làm thân tứ đại nữa. Nhưng mà cái nghiệp không giải thoát được, không đi ra ngoài này được, mà giờ nó đi đâu? Dạ, A-la-hán là tạo được gọi là cái lực thanh tịnh thiền á. Thanh tịnh thiền vô dụng công mà được đó. Vì thế mà ông Đức Phật ông nói là cái lực thanh tịnh thiền mà dụng công được á, thì đấu với cái thanh tịnh Như Lai thanh tịnh thiền chỉ bằng một giờ thôi. Ta nhớ vậy, A-la-hán giải thoát được, giải thoát thân tứ đại nè. Rồi ở đâu? Không ở đâu, vô rừng sâu ở trong hang núi ở. Anh qua ở vô tình là giống như bây giờ anh ở thành phố nó ồn quá và muốn đâu đó. Tôi không muốn gặp mặt ai thì tôi vô rừng ở. A la hán vô rừng ở. Nhưng mà bây giờ ông không có tạo cái nghiệp á thì ông phải vô trong đó mà ông hoài. Có nhiều khi ông đỡ cả ngàn năm rồi. A la hán này gọi là giải thoát thân tứ đại, người ta không hiểu, mấy ông dân thừa tưởng là giải thoát. Gọi là A-la-hán là diệt tất cả những cái lậu của con người tạo ra, ông diệt hết. Ông kém ông diệt mà tất nhiên là ông sử dụng cái gì hết. Có thành A-la-hán là tôi có là nói tiếng Việt Nam gọi là con người đơn độc, cô tịch đơn độc, không ở chung gia. Thì giống như anh bây giờ anh không muốn ở chung gia sao? Thì vô rừng là có vậy thôi. À, nhưng mà khi nào anh muốn trở lại là người không phải dễ đâu. Muốn trở lại là người phải trở lại sinh dòng tộc lại. Dòng tộc có vô, nó có bổ đi. Nhưng mà trước khi đã lại là người để mà tu giải thoát khó lắm. Phải. Chứ bây giờ muốn lại giờ dòng tộc không, mày vô đây mày ngồi liền đây tao không chịu đâu. Vô dòng tộc là phải biết theo cái quy luật luân hồi. Bây giờ ông vô đây ông chịu luân hồi, ông vô ông cứ vô tình hoài sao được? Đó, nó khó là khó cho nên nhớ người ta làm mà bây giờ nói ra thì mấy ông tu chưa thừa chữ mình, ông không hiểu. Đó là cái người ta nói là người cô tịch tu tứ hoại thế gian, ngồi tu đi qua bốn cái giai đoạn mới thành A-la-hán.
hiểu chưa? Dạ bữa nay tôi không hỏi à, con đã đọc một quyển sách của thầy rồi, nội con hành theo con muốn chết, con không hỏi gì trong sách á, nhưng mà con cứ hỏi làm sao con hành theo như con cũng đọc trong sách á, là biết đến người tính thật rõ ràng, thì cái cuộc sống nó vật lý của ngoài á thầy, nhiều khi con dùng cái tấm người á, con giải quyết cái vụ việc đó, thì con cũng không biết con dùng tấm người vậy, con cố đúng này. Không dịch là rất là rõ. Dạ, thưa cổ là đang tu thiền tông, nhưng mà đang là dùng với tánh người để giải quyết công việc, thì là có đúng hay không, thưa thầy? Đúng, mình trả lời đúng. Dạ, đúng. Dạ, cảm ơn thầy. Vậy câu hỏi thứ hai, con có làm còn câu hỏi thứ hai đó là những sự việc sắp tới là toàn là con biết trước không mà có không mà này, có phải là những vị thần quản lý con hay là bây giờ nếu mà như vậy thì làm sao có cách nào để cho ổng không quản lý con nữa mà? Dạ con là con những cái giấc mơ của con á là để cho con thấy là những cái người thân quen của mình xảy ra chuyện là con đã biết trước hết rồi. Có phải là thằng quản lý con, nhưng mà nếu mà quản lý con vậy thì chỉ cho con cách làm sao cũng không quản lý con nữa. Dạ thưa thầy, đấy là cô thấy là những người thân hay là mà thấy những việc sắp xảy ra trước đó, là có phải là do thằng quản lý nghiệp cho thấy hay không, và cách giải quyết cho hết là như thế nào? Thần ông làm cái chuyện này đây, mà do có người theo con á, nên nhớ là có người âm theo con đó, chứ không phải ông thầy quản lý nghiệp, ông có nhiệm vụ này. Nhiệm vụ ông là đến theo dõi tánh Phật con làm cái gì, thì trước kia con muốn linh thiêng thì cười cái người âm theo con đó. Mà nói đến người âm ở đây là con, thứ nhất là con trong gia đình cái dựa để nó giúp việc, thì đó là cái nguyên tắc của nhân quả, do cái lòng tham muốn của mình, chứ ông thầy quản lý nghiệp không phải làm cái này. Câu hỏi gì? Có thông không? Thông câu hỏi cho rõ rồi. Dạ, cái này là không phải giống như những người mà con quen biết cũng gọi là người cũng như là thân quen biết của con, nhưng mà con biết họ sắp xảy ra chuyện. Cũng như là chuyện đó con yêu luôn, con biết nhưng mà con yêu luôn, sợ con nói ra thì nó sai. Vì vậy nhưng mà chuyện đó xảy ra thật. Giống như là ví dụ như giờ con quen cái anh này, con biết anh này chỉ là bạn của con thôi, chỉ là biết bạn anh, nhưng mà trong giấc mơ con thấy có người hại ảnh là rõ ràng là như vậy, thì con hỏi ảnh thì ảnh lại nói là có, thì trong giấc mơ vậy là tại sao này con cái này gọi là người âm giữa. Tình tôi biết cái này đâu có sao tốt có đâu đâu anh đâu, cái gọi là người âm giữa con. Chứ còn hỏi là do phần quản lý nghiệp, phần quản lý không có nói cái này đâu, ổng nếu ổng ổng cũng can thiệp cho nó ổng phạm, hiểu không? Thành cái người âm mà, và cái người âm đó là những người trong gia đình con, trong chồng, trong gia đình con, bẩm cho có con này, mà tất cả những người ta tu á mà muốn biến tha con không là do cái này, nó kéo xuống từ xứ âm mới thấy được. Bởi vì người âm là người ta nhìn thấy được trong không gian này ai nói gì làm gì, cái số anh khắp như thế nào ta nhìn ta thấy được, gọi là người âm giữa đó. Rồi con thắc mắc rồi mới hỏi vậy con muốn ta dựa con nữa làm sao này? con muốn ai dựa con này? Bây giờ nếu mà con mà không muốn dựa dễ ở kia thấy định làm được rất gió nó kia bằng cái người vậy. Thí dụ con thấy vậy con lại con nói vậy nên cảm ơn con phải bắt đầu tôi có tha tâm không rồi thì người ta giữa tiếp. Còn nếu mà thông báo hoài còn muốn làm không, còn lâu nó mới giữa nữa, nó thấy con này mượn thân mượn xác còn được thì ai mượn nữa, thấy không? Giống như người ta rủ con đi đâu á thì còn đi rủ đi giờ rủ hoài không đi không nó bỏ
có vậy thôi. Sao có đâu chứ. Còn cái là cái này, con đi chưa vô, con chưa có làm cái chuyện này, nhưng mà con chỉ mới được có cái bàn hết pin thôi. Thì con cũng sợ là, cho nên là con cũng truyền sắp, con muốn làm công đức bự bự để con trở về mặt giới nó sớm, tại vì thầy biết sao con quay những vị thầy phụ trì to bự mà thì cũng có truyền đạt lại những cái sách của thầy, thì có những vị thầy người ta đọc cái người ta giác ngộ lúc đầu á, thì con xin lỗi thầy nha, lúc đầu thì con đưa sách á, cái con nói về thầy á, cái người ta nói bộ cái ông đó ông phản đạo, ta cũng có nói những lời cản thầy, con xin lỗi thầy. Thì cũng có một người con cũng đấu lý giờ đây từ là con không hiểu được sách, con muốn nói hỏi là như vậy á thầy, vậy Đức Phật hỏi thầy con, vậy cái thầy tu của Đức Phật á dạy con cái pháp môn, nó nói là 64,000 pháp môn, cái con nói sai rồi, đọc sách tôi nói đi rồi thầy biết, thì con cũng có đấu lý, thì con cũng hỏi là tu sao thầy nó rồi Phật tánh là gì, rồi tánh người là sao, cái thầy này nó nói là nó không có đúng theo cái lời được ý dạy, thì cũng con cũng đấu lý, nhưng mà khi đấu lý như vậy thì cũng có người thì chịu người sắc tộc thì cũng tìm hiểu cũng hiểu về giác ngộ, còn có người thì khư khư rồi giữ cái ý chí của mình, thì khi người ta phát cái ngôn ra người ta nói nạn thầy thì có tội lắm không thầy, giờ này cũng thay con. Pháp môn này á, Phật có 10,000 người, chỉ có 1 người chịu thôi. Còn chuyện chửi, tôi kể, chửi cho thoải mái luôn không? Cho chửi thoải mái, cơ cử càng nhiều thì công đức tôi nó lên. Giống như thổi, thổi vào phóng, cứ thổi đi, tự tôi lên. Bởi vì cái nhiệm vụ của tôi đó là, ông Phật có nói này, Đức Phật nói, người ta còn chửi. Thì cái người sau á, thứ nhất, nói thì phải ráng chịu, dám không dám không dám, tôi giao tập quyền kiếm này cho dám, tôi thề tôi dám, thì tôi có nhiệm vụ này tôi dám, thì bà Thảo mới ra cho tôi cho ba hai ông người hỏi sơ một cái là khựng liền bảo ông giàu. Tôi lúc đó tôi còn nhỏ không biết, cũng như là thần đổ hả, hại sắc bà sao nói cái thứ tay liền giao liền. Nó mấy người kia nói còn lửng thửng mà, hai người trước tôi lớn hơn tôi mấy tuổi nói lửng thửng liền. Tôi nói cái gì cái chuyện nhỏ, để đây đưa con mà không biết chưa biết cái gì hết mà nói chuyện là chuyện nhỏ chứ không sao. Còn cái chuyện bây giờ nó tránh cho người ta chửi tốt không sao đâu, con cứ nói cho người ta chửi tốt, còn con muốn tạo con rất nhiều nãy nói cô này rồi đó, không tạo cái căn thức của con này là còn tôi nói thiệt á, bây giờ nếu mà con giặt đấu trí thì con phải đấu cái này nè, chứ con quay người ta nói giờ đưa cho thầy thầy chơi tâm sách về chỉ giác ngộ giải thoát vậy, chứ thầy tu để làm cái gì, nó giải thoát thầy chỉ cho con, mình nói một cách chuyên dường để con trả lời sao. Nếu mà ông trả lời không được vậy là thầy giả tu mà cho mấy thầy tu gì, dám nói câu đó không, cũng dám nói câu đó thì còn có công đức đó phản ứng như thế nào. Vì bởi vì tôi nói thật ra tất cả những gì bởi vì tại sao mà trên mạng còn có biết không, tại sao mình thích chuyện tưởng nói anh Thành đã nói là cái điều hòa chi tiếu không có đúng ông chê, rồi sau cùng ông nói là ông gặp ông là ông về từ đó là ông Phật truyền tiền không chuẩn trung quốc ông liền từ đó ông loạn ngôn rồi ông dám nói mà, nhưng mà ông cử tôi mấy người là đệ tử là gặp tôi hỏi là để làm cái gì, nói là thầy mời cử gì tác giả để nhưng mà tôi có quen ông đâu mà muốn nghe cái chùa ông chứa được 10 người không, nó được. Tôi đi đó ông đang phạm mọi người, cái mọi người ông tôi nói về là làm ơn là làm giấy mời đi tôi đi mọi người, ông tính trong cài tôi vô đóng nạp tôi chứ có gì là đi mình nữa chết cho ông liền, vô ông đóng cửa chùa một cái là hết chạy luôn. Tôi muốn thì tôi đi, tôi phải kêu ông mướn hai người khác một triệu đi theo tôi, nhưng
báo là nó biết cho ông này ngu ngô ổng gì vậy, tôi nói với nó này đâu phải cũng dễ đâu, muốn hạ đâu phải dễ đâu, tôi cố gắng nói với ổng là tôi phải có cái mánh lới gì tôi chỉ ổng chứ đâu phải nói chuyện dễ đâu. Thì bây giờ con nói tóm là con sẽ về con muốn tạo con đó gan ông thầy quốc ổng tới nơi luôn, con học con giỏi đi rồi muốn ổng bẻ ổng chừng nào không được. Thầy đừng có giả mạo nha, thầy là làm ơn để tóc lại đi, đừng có giả mạo, cậu đầu mình lấy tiền là chân thẳng luôn, có công đức tiền. Người ta nghe đứng xung quanh con, ta khen con bắt đầu, theo con bắt đầu. Con đứng trước vậy. Dạ. Dạ. Cái này con cuối của con. Con á thì cũng tới ngay lễ kỳ này lắm. Nhưng mà cái danh sách thì đâu có là đâu. Con hỏi con nghe thầy nói á, thầy ẩn con cũng lo. Cái phần thứ hai nữa là con là thầy ẩn thì con á ổng có làm lễ được tiền thì mà thầy nói là làm lễ tiền thầy thì khá là làm mới được về một giới, mà con muốn thầy làm lễ tiền thầy cho con mà thầy cứ có ẩn cũng chờ con làm lễ tiền thầy ẩn là nóng bây giờ ráng chứ biết sao giờ. Bây giờ cái mấy cái nhân viên nhân viên của ai vậy, giống như mẹ chủ tịch trước mẹ tới ngày có nghĩ coi bây giờ được rồi ngoài đó coi như chúng có các bổn phận công bố quyền nghĩ ra rồi sao sẽ không được không cho là người ta quay chứ mà công bố rồi không bị ngồi đây làm gì nữa, còn chuyện tiền tiền sẽ có người kế tiếp con đường là chị đó, giống như ông chủ tịch trước hết nhiệm vụ thì có ông khác lên chưa bằng trưởng ban quản trị này sẽ hết nhiệm kỳ thì trưởng ban quản trị khác lên nói điện thoại luôn. Chừng nào có dòng tiền mà nó mất á thì mới không kịp, chứ vậy dòng tiền nó vẫn còn mà chưa chừng nào mà qua bây giờ con sẽ nên nhớ rằng cái dòng tiền hiện giờ nó còn đang dài đó là gì, nếu ở đây ai biết mà trong cái bài báo mà giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kêu bằng khen cái chùa Tây Việt thì không ai dám ngó được nên nhớ một điều. Nó cách là hai bờ khâu vậy đó, nên nhớ. Thì nếu mà bác không có đứng ra tiền tiền nữa thì người khác chứ vậy nhà nó đứng này nó đã chứ xây chiếu gì vậy được không? Ráng đi, ráng tạo công đức. Còn nếu không ra thì nãy tôi chỉ rồi đó. Đó, ông nào cũng hỏi đó, hỏi ông mà ông nào ông không trả lời được thì nói ông nó nặng ông liền. Mấy nguyên kia mấy đây Đức Phật nói vậy mà tại sao ông đệ tử Phật không biết? Tại sao Phật Đức Phật dạy giác ngộ vậy đó mà tại sao ông biết? Trần tu để làm cái gì? Ông tạo đầu để ông làm cái gì? Ông làm tiền phải không? Không có lỗi, không có lỗi gì đâu, mất thật con rồi. Tôi dám không? Con dám vậy đi bắt đầu vô quy vô chùa Hoàng Pháp Quy đi để bắt đầu làm đệ tử đó con đem thì vô. Khi lần nãy tôi nói dám vậy giống như cô Yến mà đạo tràng qua quốc vàng dám đưa lên mấy trăm người già yếu chỉ thì đâu liền khổ khỏi cần đi đâu đi đó năn nỉ đi sợ nó vậy một cái luôn không biết bao nhiêu vòng tròn đó người ta lo cái chuyện đó thiệt á. Tôi xin hỏi cái chủ như này, Đức Phật thì nói là không tha sinh, nhưng mà thiền tâm tân diệu thì nói là tâm Phật ấn ra một người xin đức chủ đấy. Chú hỏi là Đức Phật là dạ không sát sinh, nhưng mà trong sách thì nói là động vật là thức ăn của con người, thế là như thế nào ạ? Cái nói là không, Đức Phật dạy là không sát sanh chứ gì. Cái đó là bây giờ tôi hỏi vậy chứ là ông tổ có sát không? Sát sanh không? Cái nhiệm vụ của mình ở đây nè là nhiệm vụ của mình là tạo luân hồi, còn động vật cực vật là làm thức ăn cho con người, đó là nguyên tắc. Bây giờ hỏi vậy chứ ông Thích Ca đó ông băm thịt thôi vẫn ăn chứ làm sao mà không ăn,
tôi cúng gì cũng ăn đấy, nhưng xưa là đâu có biết là ăn chay không ạ. Ăn chay này do phước tích của bà Võ Tắc Thiên mà bày ra thôi, chứ đâu phải trước đó đâu có ruộng chay. Sao bà Võ Tắc Thiên này phải ngộ đạo, thấy cái đạo Phật nó hay quá, truyền tông hay quá, bà nói tất cả những người tu truyền tông nha, chứ bên tu khác mà không chịu, và cắt đất cắt nhà cho phát lương cho ăn luôn chợ, rồi nó mới có ra cái gì ăn chay này. Bây giờ ông Phật ông ăn dễ, nhưng mà tại vì mình bây giờ cái văn minh nó lên cao, cái thuộc cái ăn chay thì ăn động vật nó là gọi là cái âm nó nhiều quá đi, cái đạm âm nhiều quá con người dễ bệnh. Giờ ăn đạm động vật thì dễ bệnh, thì ăn đạm thực vật thì người ta mới tổ chức ăn chay. Chứ còn nếu mà nó không sát sinh chết luôn, nếu mà nói tu không dám ở mà nếu mà nói mà tu không dám sát sanh thì là kể như là cái nước Việt Nam mình mất liền. Nếu mà không dám sát sanh thì Trung Quốc á quyền mong nó qua thành thay ông Trần Nhân Tông đập rồi chết hết luôn. Nếu mà không sát sanh không giết mấy cái ông quyền mong này thì sao nước Đại Việt mình còn không? Mình đừng có hiểu lầm thế này. Rồi bây giờ thì nói đúng ra thời văn minh rồi, thì khoa học nó phân tích ra cái đạm thực vật nó tốt hơn cái đạm động vật. Cái còn bình thường á, cái nhận bệnh viện chứng minh là nếu mà ông Thích Ca mà ông ăn chay ông thành Phật đó, rồi ai phải ăn chay, rồi ổng đâu ăn chay đâu, ổng vẫn ai cho thì ổng ăn lấy mà. Thì nhưng mà cái về Phật giới là không giải thoát được không, là do mình biết con đường về là không, phương tiện về là cái gì mà nó hiểu cái này này, chứ được đạo Phật thì chấp này chấp kia, còn thiền tâm không chấp bất cứ gì hết. Có gia đình phải lo gia đình, vợ con phải lo vợ con, tổ quốc phải lo tổ quốc, chứ không phải ngồi đó mà gõ mõ tụng kinh cúng hoài chống đầu người lại, giống như là giống như thầy Tạng anh biết không, ngồi bọc chú có cúng được trước không hay gì mất mẹ nước, người ta chỉ mất mẹ nước rồi. Nếu đạo Phật mà không chuẩn hóa là cái này về sau cái nước này sẽ mất luôn, chùa chiều nó ra càng nghêu thì nó xin lỗi tụi nước quốc nó phái rồi đấy. Cứ cúng đi cúng cho nhiều là đâu ra đâu ra rồi nó cũng bắt đầu nó lại ví dụ vụ biết là nó kiếm một đạo nó hết đó. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này, bởi vì thầy ta thiền tâm nó ra đời là nó chuẩn hóa lại cái lời của Đức Phật dạy. Sống là người phải ăn phải uống, có gì ăn nấy nha. Nhưng mà có một điều phải là cái người mà tu nó thật tu mà để cho thành Phật vẫn sát sanh được đi được, mà nếu mà mình phổ biến thì chung thì người ta làm ta hiểu rằng là chứ nếu mà trừ bỏ mà không sát sanh được không dám giết mà trên lẩu cái chùa đó. Anh vô anh cắt cái trống rồi tôi đập anh không? Đập đi, đập anh lấy giải mất ra. Ủa đâu sắp lại, thành ra cái tiền không được. Nó phải có cái cường lệnh này. Chứ không phải mà thấy tôi vô cái bỏ mỏ. Ai với đâu Phật, ai với Phật, đừng lấy của tôi, đừng lấy tôi. Mấy thằng gì đó, mấy thằng xì ke ở bò đâu đó với ta. Mới hiểu công viên khác này. Mời các cô chú có hỏi thêm không? Xin có ý kiến chút xíu, tức là hôm nay hoặc là những cái buổi mà thầy giải đáp đó thì thường mọi người nghe xong là có ghi âm, thì nếu mà ghi âm thì mọi người nếu mà có tung lên mạng hoặc là chia sẻ thì nên là cân nhắc lại cái nội dung. Cái thứ hai nữa là nếu mà có đăng lên thì phải đăng cho đúng một cái trình tự của một câu hỏi, đừng có cắt nửa chừng rồi bây giờ đăng lên cái đoạn giữa chừng người ta nghe người ta không có biết và người ta suy luận ra, nó rất là nguy hiểm. Ví dụ như cái câu vừa rồi điển hình như chú nói là đạo Phật không sát sanh, bây giờ thầy trả lời từ đầu đến cuối vậy, bây giờ cắt qua một đoạn cái nói là người ta nghe không hiểu, người ta lại hủy bán ta nói tiền tông thì rất là nguy hiểm đó. Thì mọi người nếu mà có chia sẻ thì nên là từ đầu tới cuối, còn không thì thôi. Thứ hai nữa là cái nội dung mình có nên chia sẻ là nội bộ hay là nên chia sẻ cộng đồng, mình nên cân nhắc đó, thì có góp ý gì. Thank you.
coi thử tiếp nữa không? Ai có thắc mắc câu hỏi gì không? Thầy sẽ bắt hỏi một câu bạn. Là vì con biết một điều là để về được giờ thì vẫn luôn phải có công đức ạ. Ví dụ như bây giờ đặt ra một cái tình huống là trong chùa mình có một vị nào đó mà dịch sách ra nước ngoài cho những tưởng nữa mà họ đọc á. Nhưng mà nặng một cái là họ là người nước ngoài, họ không hiểu tiếng Việt, mình phải dịch ra á. Như vậy cũng là họ muốn về Phật giới, họ bắt buộc phải truyền thiện. Vậy bây giờ cái sự khác biệt về ngôn ngữ, về phương lực truyền thiền, chắc chắn họ sẽ không đề về Phật giới. Thì như vậy là thế nào để có thể mình dung hòa được cái vấn đề đó? Và chứ người thì xét như vậy thì họ có được cái công đức gì không ạ? Cảm ơn ạ. Dạ, người như người bên sắc, nhưng mà người bên nước ngoài. Thì ra bây giờ khi mà người mà nói là chuyện thiền thì mới biết công đức được về Phật giới. Nhưng mà khi mà người bên nước ngoài mà như bên Việt Nam mình chuyện thiền rồi, họ không được chuyện thiền rồi, họ có được không được truyền thiền thôi, ở lại. Còn nếu người nước ngoài muốn truyền thiền đó thì phải có một thông dịch, nên nhớ rằng thông dịch, nhưng mà nên nhớ rằng thông dịch phải trên chính xác, chứ phải trên trường mà nó sai được. Nha, thì bên đó lúc giờ truyền thông giờ nó đang phổ biến tại nước Việt mình thì chỉ người Việt mình hiểu thôi, người nước ngoài là ta chỉ hiểu là nó đã đảo lộn cái hiểu biết người ta từ xưa tới giờ. Chứ còn mà nếu mà đi sâu về truyền thiền thì chùa Thiền Tông vẫn truyền cho, nhưng mà phải bắt buộc phải có một dịch giả đứng sát bên. Mà khi truyền thiền xong rồi người đó sẽ tiếp riêng, và tôi hỏi riêng thông cục nhận được bao nhiêu phần trăm trong này. Thì trả lời cho đúng thì cơ may mới về được. Còn nếu mà truyền mà không hỏi mà không trả lời được thì nó mơ mộng lắm, lúc đó nó bị lầm, tên Phật kéo đi nữa thì rủ ông đi chân tiếp. Thì mình kết thúc cũng 3 giờ tới giờ này. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, con thì người ở Nghệ An, con mới vào đây, đây là lần đầu tiên con cũng được nghe ở trên băng đĩa có một lần thôi mà giới thiệu về pháp môn Thiền Tông, nên có đã nặng đời đến đây. Nhưng mà thực tế ra là con rất là nghèo, không có tiền. Từ trước nay con tu đạo Phật 10 năm rồi, nhưng mà con tu theo hàng Bồ Tát, và về con làm được bao nhiêu tiền thì con giúp. Mà bây giờ con muốn vào đây với ý là thứ nhất là con muốn được các thầy chấp nhận cho con được vào làm Phật tử của Thiền Tông để con theo Thiền Tông học. Thứ hai là con muốn xin một Bồ Tát để con được đi theo Thiền Tông để đạt được mạng nguyện của mình. Mời chị Đạo Phật. Con sẽ tặng chị nhé. Giờ thưa thầy là cô đó là từ trước ở cô ở ngoài miền Bắc vào Nghệ An, thì vào đây thì cô rõ là cô nghèo, không có tiền, nhưng mà có tiền làm phước, khi làm phước không đủ 100 ngàn, nên cô cũng xin một bộ sách và phước lòng Phật tử của Thiền Tông. Dạ như vậy đúng không cô? Dạ. Cái phẩm sách xin bao nhiêu cũng được, là ở dưới ban quản trị chứ mấy anh trực này ta cho xin bao nhiêu cũng được, sách nấu bao nhiêu ta cho bao nhiêu, không phải một bộ đâu. Còn cái đó là cái ý của cái ý gì nữa, xin làm Phật tử phải không? Dạ, xin làm Phật tử. Ở đâu? Dạ, ở Nghệ An. Phật tử vậy đâu, bây giờ thì hiểu rồi thì người ta cấp yếu chỉ Thiền Tông rồi gọi là Phật tử Thiền Tông. Và đề nghị cô là đừng ai với Đạo Phật nữa. Nhớ cái câu đó, cái câu ai với Đạo Phật dẹp đi. Một Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam Mô Giáo Chủ. Dẹp cái đi ra đi, ai với Đạo Phật đi. Tại vì nó quen, rồi cũng đó rồi. Ông ai với Đạo Phật, ông hiểu ra, theo ông. Cái Nam Mô Bổn Sư đi, để chỉ ông Bổn Sư thấy cho ông giúp mình. Thì mình về mới được, đặt cho nó quen cái này. Sách muốn xin bao nhiêu, thứ nhất quyền ký
lại với cái Tần Nguyên Tông muốn xin bao nhiêu thì ta cho, rinh rủ bao nhiêu người ta cho bao nhiêu, không có hạn chế. Còn muốn từ máy cũng vậy, muốn xin bao nhiêu cái thì cho, rinh rủ thì người ta cho. Còn nếu Phật tử Thiền Tông thì đề nghị dưới đây này thì là cấp làm giấy cho cái tờ giấy. Giấy bằng quạt chứ đây không có quy y nha, đây là công nhận là Phật tử Thiền Tông. Có hiểu có hai ý luôn không? Câu đó là trước là tôi có gặp Bồ Tát nên ra nhờ xin lập Phật tử Thiền Tông. Trên mạng Bồ Tát mà có thọ chưa? Thọ giới chưa? Dạ thưa thầy, con cũng mấy lần con đến chùa để mà quy y, để mà thọ giới Bồ Tát ở chùa Đại Tùng Lâm, như lần nào cũng không có đúng ngày khi chị đến trước khi chị đến sau nên con chưa có quy y được. Nhưng mà con chỉ nghĩ rằng là con sẽ làm theo hành của Bồ Tát, giống như ở trong những quyển mà dạy chúng pháp môn Bồ Tát thì cứ làm những việc lợi ích cho chúng sanh, lợi mình lợi người, mà không có làm hại chúng sanh, hại tất cả người hoặc là mình, thì con sẽ làm, con chỉ làm những việc như thế thôi ạ. Cảm ơn Di Đà Phật. Nếu mà thọ giới Bồ Tát rồi á thì nên xả nha. Cái thọ giới Bồ Tát mới đã. Và cô nên biết rằng thọ giới Bồ Tát là cỡ nào mới thọ được, biết không? Thọ quốc là Bồ Tát phải tầm tinh khắp ta bà thế giới, mà phải phước đức vô lượng mới làm Bồ Tát được, mà phải nguyện tầm tinh khắp ta bà, có nghĩa là đứng ở cực lạc nhìn ở đây. Thì khi mà cô có công phước đức thật lớn rồi thì mới thành Bồ Tát được. Còn nếu mà bộ giới Bồ Tát mà không làm được, nó đọa vào cái gì biết không? Nên nhớ một điều, thọ giới mà không làm được nó bị đọa. Không phải đơn giản được, đừng có nghe lời mấy ông thầy dược lý. Ông dụ thọ giới Bồ Tát, Bồ Tát không sợ chết, có nghĩa là người ta đem lửa ta đốt cô nó cũng đường chạy ra dám không, mới Bồ Tát đó giống như Thích Quả Trúc đó, rồi đó ta đổ xăng ta đốt đó, đường chạy ra cái đó mới Bồ Tát được. Đừng có tưởng Bồ Tát dễ đâu, nghe nói tổ Bồ Tát năm trăm giới cô dưỡng được, năm giới Phật tử không biết cô dưỡng nổi không, mà ở năm trăm giới Bồ Tát, năm trăm giới chứ không phải nhỏ đâu. Thì mình đừng có làm gì quá lớn của mình, lại vô vật lý, đừng có lợi dụng vật lý là nói chuyện trên trời với đất không, thấy không? Thì thôi bây giờ còn vấn đề mà Phật tử Thiền Tông thì cứ cung cấp hình ảnh gì để cho ban quản trị người ta cung cấp cho nha. Rồi thì thôi tới đây cũng tới rồi, thôi nhà cứ việc sao.